Phần thứ 4: Chiến thắng tội lỗi. Lời thứ nhất: Chiến thắng tội oán giận. Dục tình ăn rễ sâu nhất vào bản tính thuần lý của con người là tính oán giận. Giữa tính oán giận và trí khôn có sự hợp tác. Vì sự oán giận căn cứ trên sự kiện trí khôn cân nhắc, sự thiệt hại xảy đến và đòi điều chỉnh thỏa mãn. Không bao giờ người ta oán giận khi không bị thiệt hại hoặc tưởng là bị thiệt hại. Cần phân biệt oán giận với nóng giận, vì không phải cứ nóng giận là có tội, vì có thứ nóng giận chính đáng. Chúng ta nhờ một ngày lễ vượt qua Do Thái, khi Chúa Giêsu đến tìm đường đền thờ. Ở đó, những người buôn bán gian tham và cả những người đi dự lễ, mua chiên và chim bồ câu, làm của lễ dâng tế, cũng đều là nạn nhân sự nóng giận của Chúa Giêsu. Chúa lấy những dây nhỏ chấp lại thành một cái roi, rồi với một vẻ trang nghiêm bình thản, một thái độ tự chủ đầy phong độ, có tác dụng hơn chính chiếc roi, Chúa đã xua những con chiên bò ra ngoài, lấy tay lật nghiêng những bàn đổi bạc, tiền nong vung vãi tứ tung, và ra lệnh cho những người bán chim bồ câu ra khỏi hành lang đền thờ. Chúa phán: dẹp tất cả các cái này đi, và đừng biến nhà cha ta thành một thương điếm. Thái độ của Chúa phù hợp với lời sách thánh: cứ việc nóng giận mà đừng phạm tội. Phải có ba điều kiện để cơn nóng giận không thành tội. Một, lý do chính đáng, như để bênh vực thánh danh Chúa. Hai, cơn nóng giận không vượt quá mức đòi hỏi của lý do. Nói cách khác là phải được lý trí kiểm soát. Ba, cơn nóng giận phải được dập tắt rất mau, như lời sách thánh: đừng để cơn giận kéo dài đến lúc mặt trời lặn. Sau đây, chúng ta đi vào tiêu đề chính: cơn nóng giận bất chính, tức là tội oán giận. Đó là thứ cơn nóng giận không có lý do chính đáng, thứ cơn nóng giận thái quá, có tính cách báo oán, kéo dài. Đó là thứ cơn nóng giận căm hờn Thiên Chúa. Nó đã hủy diệt đến 1/6 dân số trên mặt địa cầu. Hồi nội chiến ở Tây Ban Nha bùng nổ, cơn oán giận đã thiêu hủy 25.000 thánh đường và nhà nguyện, đã sát hại 12.000 tu sĩ. Cơn oán giận không những hướng về Chúa mà còn hướng về tha nhân. Các môn đồ của hạng người chủ trương đấu tranh giai cấp luôn luôn bô bô nói hòa bình, nhưng bên trong họ quạt thổi ngọn lửa căm hờn cho bùng cháy, vì họ rất lấy làm vinh dự khi gây ra được một cuộc chiến tranh. Cơn oán giận lại là thứ oán giận đỏ, dồn máu lên mặt. Nó cũng là thứ cơn oán giận trắng, rút máu về tim, làm mặt mày xanh xám. Nó là thứ cơn oán giận ăn miếng trả miếng, xấu trả xấu, mắt trả mắt,
dối trá trả dối trá. Nó là thứ cơn oán giận đao búa, không phải để bảo vệ cái người ta yêu, mà là để tấn công cái người ta ghét. Tắt một lời, đó là thứ cơn oán giận sẽ tiêu hủy nền văn minh nhân loại, nếu chúng ta không dùng tình thương yêu để khuất phục nó. Chúa cứu thế đến để sửa cái tội oán giận. Trước hết dạy chúng ta cầu nguyện: xin tha thứ tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con. Rồi Chúa ra lệnh: chúng con hãy yêu kẻ thù của chúng con, chúng con hãy làm ơn cho kẻ ganh ghét chúng con. Chúa phán thêm một cách cụ thể hơn: nếu có ai ép con một dặm đường, con hãy đi hai dặm với nó. Kẻ nào thưa kiện để chiếm áo dài của con hãy cho nó cả áo choàng nữa. Chúa còn cấm trả thù báo oán. Chúng con đã nghe nói: mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng Thầy bảo chúng con: hãy yêu thương kẻ thù. Những điều truyền dạy này thật hiển nhiên, như chính Chúa đã hiển nhiên thực thi. Khi những người Gê-nê-sa-ri-ên nổi xung với Chúa, vì Chúa đã coi người tàn tật hơn đàn heo, sách thánh không ghi phản ứng nào của Chúa ngoài việc Chúa xuống thuyền mà qua bên kia bờ hồ. Đối với tên lính đấm vào mặt Chúa, Chúa chỉ dịu dàng nói: nếu ta nói sai thì cứ chứng minh, còn nếu ta nói phải, tại sao đánh ta? Của lễ đền tạ trọn vẹn cho tội oán giận đã được dâng hiến trên núi sỏ. Có thể nói, tội oán giận và sự ganh ghét đã lôi Chúa cứu thế lên đỉnh đồi này. Dân Chúa ghét Chúa vì đã xin đóng đinh Chúa. Pháp luật ganh ghét Chúa vì đã chối bỏ công lý để lên án đấng công chính. Dân ngoại ganh ghét Chúa vì đã chấp nhận lên án tử cho Chúa. Rừng rậm đã ganh ghét Chúa vì một cây đã ghì lấy xác Chúa. Hoa lá đã ganh ghét Chúa vì đã quấn vòng gai quanh đầu Chúa. Lòng đất đã ganh ghét Chúa vì đã cung cấp búa sắt, đinh nhọn cho bọn lý hình. Hiện thân cuối cùng cho sự ganh ghét trong lịch sử loài người là: dưới chân thập giá có cả một thế hệ đầu tiên của những nắm đấm vung lên trước mặt Chúa. Hôm đó người ta đã xé xác Chúa ra từng miếng. Ngày nay người ta cũng đập phá nhà tạm Ngài ra từng mảnh. Mới đây ở Tây Ban Nha và Liên Xô, người ta đập nát những tượng chịu nạn, cũng như xưa người ta đã đánh đập đấng chịu đóng đinh. Nắm đấm không phải là sự kiện mới lạ ở thế kỷ 20, vì những tâm hồn băng giá ngày nay chính là mưu duệ trực tiếp của những kẻ ở dưới chân thập giá đã vung nắm đấm vào mặt đấng toàn ái và ồ ề hát bài ca quốc tế căm hờn. Người ta không thể có cảm tưởng rằng nếu có bao giờ căm giận được công chính hóa, nếu có bao giờ công lý được quyền xét xử,
nếu có bao giờ cường lực được quyền đánh đập, nếu có bao giờ sự vô tội được phản kháng hợp pháp, nếu có bao giờ Thiên Chúa được quyền báo oán loài người, thì chính là lúc những nắm đấm siết chặt kia vung lên. Thế mà chính lúc búa liềm phối hiệp với nhau cắt cổ trên ngọn đồi sỏ và dựng lên một thập giá để đóng đinh đấng toàn ái nhập thể, hầu ngăn cản Ngài giơ tay chúc phúc lành, thì chính Chúa cứu thế giống như loài hương mộc làm cho chiếc rìu chặt nó được thơm lây, lần đầu tiên đã phán ra một lời để đền tạ trọn vẹn cho tội căm hờn oán giận, một lời cầu cho những nắm đấm đang vung lên: lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng không hiểu biết việc chúng làm. Chúng ta không biết thâm tâm kẻ khác, do đó chúng ta không chịu tha thứ. Còn Chúa cứu thế thấu suốt tận đáy lòng mọi người, nên Chúa thứ tha. Giả tỷ có biến cố nào xảy ra mà có độ 5 người chứng kiến thôi, ta sẽ thấy có cả 5 bài điều chỉnh khác nhau. Vì chẳng người nào nhìn thấy hết mọi khía cạnh của biến cố, còn Chúa Giê-xu thấy hết mọi khía cạnh, nên Chúa dễ dàng tha thứ. Tại sao chúng ta tìm được đủ các lý do để bào chữa cho sự nóng giận của chúng ta đối với kẻ khác, mà lại không chịu chấp nhận những lý do biện minh cho sự nóng giận của kẻ khác đối với chúng ta? Chúng ta thường nói, kẻ khác sẽ bỏ qua cho chúng ta nếu họ hiểu rõ chúng ta, vì lý do duy nhất làm cho kẻ khác tức giận là không hiểu rõ. Tại sao sự không hiểu rõ đó không được phép có tính cách phản nhượng? Chúng ta võ đoán là kẻ khác không hiểu rõ lý do của chúng ta. Vậy chúng ta có hiểu rõ lý do của kẻ khác không? Chúng ta từ chối tìm lẽ biện minh so sự oán giận của kẻ khác. Có phải điều đó ngầm chứa ý nghĩ rằng chính chúng ta cũng là kẻ không xứng đáng được tha thứ? Sự kiện chúng ta không hiểu rõ mình là một lý do khác nữa để chúng ta tha thứ cho kẻ khác. Không may là chúng ta biết mình ít hơn cả, còn bao tội lỗi thiếu sót, yếu đuối của kẻ khác, chúng ta biết rõ cả ngàn lần hơn biết những cái đó nơi chúng ta. Phê bình kẻ khác có thể là điều xấu, nhưng không chịu tự phê bình là điều xấu nhất. Nếu chúng ta tự phê bình mình trước đã, chúng ta sẽ ít sai lầm khi phê bình kẻ khác. Vì nếu chúng ta chiếu rọi ánh sáng vào tâm hồn chúng ta sẽ thấy là chúng ta không có quyền rọi ánh sáng kẻ khác. Chính vì chúng ta không biết rõ tình trạng thật sự của mình, nên chúng ta không hiểu rõ chúng ta cần được tha thứ như thế nào. Có bao giờ chúng ta xúc phạm đến Chúa không? Chúa có quyền nổi giận chúng ta không? Do đó, chúng ta rất cần được Chúa tha thứ. Nhưng tại sao chúng ta không có sức xin được ơn tha thứ đó bằng cách tha thứ cho kẻ khác? Câu trả lời là
tại chúng ta không hề tự vấn lương tâm bao giờ. Chúng ta u mê về tình trạng thật sự của chúng ta, đến độ tất cả những cái gì chúng ta biết về mình chỉ quanh quẩn ở tên tuổi, địa chỉ, danh phận, tổng số tài sản. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn mù tịt về tính ích kỷ, ghen tương, nói hành, vu oan và tội lỗi của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn ghét sự yên tĩnh và ở một mình, cốt để tránh né sự tìm hiểu mình. Để lương tâm không thể phiền trách, chúng ta trấn áp tiếng lương tâm bằng những cuộc du hí, giải trí và sống ồn ào. Khi đời sống của ai làm cho chúng ta phải suy tư về đời sống của chúng ta oán ghét kẻ đó ngay. Nếu chúng ta biết rõ mình chúng ta hơn, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Chúng ta càng nghiêm khắc với chính mình, càng sẽ khoan dung với tha nhân. Ai không học biết vâng lời, tất không biết chỉ huy. Ai không tự đặt mình vào vòng kỷ luật, tất không biết xót thương kẻ khác. Bao giờ con người ích kỷ cũng đối xử với kẻ khác cứng rắn hơn đối với chính mình. Cũng như ông thầy, càng kém văn hóa, càng yêu sách học sinh nhiều. Còn những ai càng nghiêm khắc với chính mình, càng khoan hòa với tha nhân. Chỉ có một mình Chúa, ít nghĩ đến mình, đến độ xuống thế làm người và chết như một tên tội phạm, để tha thứ sự yếu đuối của những kẻ đóng đinh mình. Không phải ghét suông là xấu, nhưng biết rõ mà còn ghét mới là tệ. Không phải tức giận là xấu, nhưng là biết rõ mà còn tức giận mới là tội. Hãy nói cho tôi hay, bạn ghét ai? Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào. Tôi có thể đoán biết tính hạnh của bạn. Chiếu theo sự oán ghét của bạn, bạn ghét tôn giáo ư? Đó là vì lương tâm đang dày vò. Bạn oán ghét những người tư bản ư? Đó là vì bạn là con người biển lặn, và chính bạn ước muốn là tư bản. Bạn oán ghét những kẻ làm thơ ư? Vì bạn là con người ích kỷ và khoe khoang. Bạn ghét tội ư? Đó là vì bạn yêu Chúa. Bạn ghét tính ganh ghét, tính ích kỷ, tính nóng nảy, tính độc ác của bạn ư? Vì bạn là con người đạo đức đó. Như Chúa Giêsu đã phán: ai đến với ta mà không ghét sự sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Bài học thứ hai có thể rút ra từ lời thứ nhất Chúa phán trên thập giá là: sự tha thứ không có giới hạn nào cả. Chúa tha thứ không phải vì Chúa được tha thứ, mà vì Chúa vô tội, cho nên chúng ta phải tha thứ. Không phải chỉ vì chúng ta đã được tha thứ, mà cũng vì chúng ta vô tội nữa. Xưa kia, Thánh Phêrô băn khoăn về giới hạn tha thứ. Người hỏi Chúa: khi anh em xúc phạm đến con tha thứ đến 7 lần được không? Phêrô tưởng đó là giới hạn cùng cực, vì vượt quá lời khuyến cáo của các thầy thông luật đến 4 lần.
người tưởng không thể đi xa hơn nữa, tức là sau 7 lần tái phạm, kẻ có lỗi không còn quyền xin tha thứ. Điều đó cũng giống như nói, tôi không đòi nợ bạn, với điều kiện món nợ không quá 7 đồng. Quá giới hạn này, bổn phận tha nợ của tôi chấm dứt. Nếu bạn nợ tới 8 đồng, bạn hãy coi chừng cuống họng của bạn. Chúa trả lời cho Phêrô hay, sự tha thứ không có giới hạn, vì tha thứ là từ bỏ mọi quyền lợi đòi nợ và phủ nhận giới hạn tha nợ. Thầy nói để con hay, không phải là 7 lần mà là 70 lần 7. Đó không phải là số tích thừa 490 mà có nghĩa là vô tận. Chúa giải thích thêm bằng dụ ngôn người quản lý bất trung, vừa được chủ tha cho món nợ 10.000 nén bạc, đã bóp họng người bạn nợ y 100 đồng bạc. Tên nô bộc tàn nhẫn không xót thương kẻ có nợ với mình, mà vẫn tưởng mình được tha nợ ngon lành. Nó không có lỗi ở sự kiện nó không xót thương, nhưng khi nó được xót thương, vẫn tiếp tục ăn ở tàn nhẫn. Nếu ai trong các con không thực tình tha thứ cho anh em mình, Chúa Cha cũng sẽ đối xử với nó như vậy. Vậy hãy tha thứ để được tha thứ. Hãy dẹp cơn tức giận đồng loại mình, sẽ được Chúa dẹp cơn thịnh nộ với mình. Phán xét là mùa gặt, gieo cái gì thì gặt cái đó. Nếu lúc bình sinh chúng ta gieo rất oán giận đối với đồng loại, chúng ta sẽ gặt hái cơn thịnh nộ của Chúa. Đừng xét đoán thì sẽ không bị đoán xét. Nếu ở đời này chúng ta thật lòng tha thứ cho kẻ khác, đến ngày phán xét, Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng sẽ làm một việc lạ lùng. Ngài sẽ quên cộng thêm mà chỉ trừ bớt. Ngài sẽ không nhớ tội lỗi chúng ta nữa. Như vậy, một lần nữa, chúng ta lại được cứu rỗi vì bất thức. Vì chúng ta tha thứ cho những kẻ khác bởi lẽ họ không hiểu biết việc họ làm, Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta, vì lẽ Chúa không còn nhớ đến những hành động của chúng ta. Nếu vì lời thứ nhất Chúa phán trên thập giá mà Chúa thấy có bàn tay giơ lên để chúc lành cho kẻ thù địch, thì Chúa cũng có thể quên nắm đấm siết chặt mới giơ lên, loang đổ máu người Kitô hữu. Con còn dám sống liều trong tội, dám đóng đinh lại Chúa hấp hối, chưa đủ trang muôn nỗi đớn đau, hay còn phải máu đào tuôn chảy, muôn cơ cực Chúa xưa đã trải, chưa đủ trang phải chảy máu thêm, mọi cực hình Chúa chịu triền miên, con lạm dụng như điên như dại, hỏa dục tình độc hại xấu xa, để sở xanh thêm nét đậm đà, cuộc tử nạn chan hòa máu lệ, hết rồi chăng mọi lẽ xót thương, hết rồi chăng đôi đường phân cách, mạch tình người với mạch tình thương,
mạch tình người vấn vương vô hạn, mạch tình thương khô cạn lâu rồi, còn tình thương chỉ một Chúa thôi, tình Chúa thương tận trời cao vút. Nơi trần hoàn một chút chẳng còn, tim chúng con héo hon tàn tệ, chỉ có tài nghệ đóng đinh Chúa, đóng đinh mãi mãi, đóng đinh nhau, sát hại lẫn nhau, trước thánh nhan khiêm tốn khấu đầu, Chúa khoan dung khẩn cầu tha tội, bởi chúng con u mê tâm tối, chẳng ăn năn, chẳng biết tội mình. Chiến thắng tội dâm ô. Dâm ô là sử dụng vô trật tự các thú vui xác thịt. Từ ngữ quan trọng là vô trật tự. Vì chính Chúa đã dựng nên xác thịt và thú vui, Chúa ban thú vui cho việc ăn uống để ta nuôi mình và bảo vệ sự sống của mình. Chúa ban thú vui cho công việc chăn gối để vợ chồng không thiếu sót bổn phận xã hội được trao cho họ là phát triển loài người và dưỡng dục con cái cho nước Chúa. Khi hưởng dụng thú vui không phải như phương thế mà là như mục tiêu thì thú vui thành tội. Ăn để ăn là tội, vì ăn là phương tiện đạt mục tiêu sức khỏe. Cũng vậy, dâm ô là tội vì nó là thứ tình yêu ích kỷ, trụy lạc. Sự dâm ô không tìm sự tốt lành cho kẻ khác mà chỉ tìm thú vui cho riêng mình. Nó làm bể chiếc ly đựng rượu, nó đập vỡ cây đàn tỳ bà để bắt bí âm nhạc, nó bắt kẻ khác tùng phục nó để thỏa mãn thú vui của nó. Vì không có tính cách phục vụ hợp lý cho cả đôi bên nên sự dâm ô không thể đáng ưa Chúa. Ngày nay, có thể gọi là thời kỳ xác thịt thống trị toàn cầu, hấp lực đạo lý càng suy giảm, những đòi hỏi xác thịt càng gia tăng. Con người không còn sống vì Chúa, thì chỉ còn sống cho mình. Vì chẳng ai làm tôi hai chủ được, hoặc ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc khăng khít với chủ này mà khinh chê chủ khác. Khuynh hướng đặc biệt ngày nay là lập thế quân bình giữa hôn nhân và thú vui sinh lý, đến độ nếu thú vui không còn sự ràng buộc thì hôn nhân cũng chấm dứt. Như bên Mỹ Châu, cứ 4 đám hôn nhân thì có 1 đám ly dị. Điều này chứng tỏ phẩm chất Kitô giáo bên Mỹ đã suy giảm quá nhiều. Và lời Chúa, chớ ai phân rẽ cái Thiên Chúa đã ràng buộc, hầu như không còn được nhắc nhớ tới nữa. Tình trạng đáng tiếc là tội lỗi càng gia tăng, ý thức về tội lỗi càng suy giảm.
người ta càng phạm tội, càng ít quan tâm đến tội. Cũng như người hấp hối, không muốn chữa cháy nữa. Người tội lỗi chai đá, không cầu mong gì ơn cứu chuộc nữa. Bị mù quáng rồi, họ không muốn nhìn coi nữa. Thú vui duy nhất còn lại cho họ là châm biếm người sáng mắt. Không phải kẻ thanh khiết, mà chỉ có kẻ dâm ô mới tuyên bố là sống thanh khiết là điều bất thể. Người ta xét đoán kẻ khác theo thực trạng của chính mình. Người ta gán cho kẻ khác những nét xấu mà chính mình không chịu tiết chế. Ngay từ thời Cựu Ước, tội dâm ô đã tràn lan và kinh tởm trước mặt Chúa, đến độ Sodoma và Gomorra chỉ cần có được 10 người lành thì sẽ không bị hủy diệt. Tình trạng này phải được sửa chữa. Chúa cứu thế khởi sửa chữa tình trạng đó từ lúc nhập thể. Khi Chúa muốn một trinh nữ sinh ra, tại sao Chúa muốn đi ra ngoài luật thiên nhiên như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Từ nguyên tổ Adam tới nay, mọi người đều mắc tội truyền trừ Đức Mẹ. Công việc di truyền vết nhơ tội truyền được thể hiện do công việc truyền giống. Trong đó, người đàn ông là động lực tích cực, vì người đàn ông là đầu nhân loại. Mỗi lần người nam, người nữ phối hiệp với nhau và một người mới được sinh ra thì cũng có sự phối truyền tội tổ tông. Vấn đề được đặt ra đối với ngôi hai Thiên Chúa nhập thể là Chúa phải làm người thật sự mới lập công cứu chuộc loài người được. Nhưng làm thế nào để sinh ra làm người mà không mắc tội tổ truyền? Vì nếu Ngài là người có tội thì không thể cứu chuộc cho ai cả. Vấn đề chỉ có thể giải quyết thỏa đáng khi Chúa cứu thế được sinh ra mà không cần có người đàn ông làm nhân tố tích cực. Nói cách khác là được sinh ra do một trinh nữ. Đối với loài người, đây là điều không thể xảy ra được. Vì thế, chính Đức Mẹ cũng thắc mắc điều đó được thực hiện thế nào, vì tôi không biết đến người nam. Đằng khác, Đức Mẹ đã khấn giữ trinh tiết và muốn giữ lời khấn đó. Sứ thần cho Đức Mẹ hay là việc thụ thai sẽ được thực hiện mà không có sự cộng tác của người nam, tức là chỉ nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần. Vững tâm vì vẫn giữ được trinh khiết nguyên tuyền, Đức Mẹ đã chấp thuận làm Mẹ Thiên Chúa nhập thể, xin vâng như lời sứ thần truyền. Như vậy, do việc đản sinh tinh tuyền, công cuộc chuộc tội, đền lỗi xác thịt khởi sự từ giây phút đầu nhập thể. Cũng từ đầu, Chúa Kitô đã tỏ ý mến chuộng sự trinh khiết trong bài giảng 8 mối phúc thật. Phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết, vì họ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Về sau, khi những luật sĩ và người phái Pha-ri-sêu tìm cách làm cho Chúa bị tai tiếng,
Chúa đã thách thức họ: ai trong các ngươi tìm thấy được nơi ta tội lỗi gì? Sau hết, trên núi Sò, để chuộc đền mọi tư tưởng ước muốn dâm ô và những tội lỗi ô nhục của loài người, Chúa đã chịu để lột trần mình ra, để chuộc đền những khoái lạc xác thịt. Chúa đã chịu để bầm nát thân thể, đến độ người ta có thể đếm được các xương của Ngài, như lời sách thánh đã ghi. Chúng ta đã quá quen nhìn những tượng chịu nạn mỹ thuật bằng ngà quý, những tấm ảnh đẹp đẽ trong sách kinh, nên thường hình dung Chúa cứu thế với thân thể nguyên tuyền. Sự thật thì thân xác Chúa đã bị tan nát, máu đầm đìa, nên sách thánh mô tả về Chúa như một người hủi lở loét, bị Thiên Chúa ra hình cực khổ, đến nỗi nơi Ngài chẳng còn duyên dáng nhan sắc gì nữa, nơi Ngài chẳng còn gì hấp dẫn chúng ta nữa. Chúa cứu thế còn muốn đi xa hơn nữa trong công cuộc chuộc đền những tội lỗi dâm ô, bằng cách từ bỏ những quyền lợi chính đáng nhất về xác thịt. Trong địa hạt xác thịt, tình yêu mẹ con là thứ tình chân chính, thanh khiết nhất. Trong lãnh vực xác thịt, mối tình kim lam là thứ tình chính trực nhất. Nhưng loài người đã sử dụng xác thịt ngược hẳn với mục tiêu chân chính của nó, nên Chúa cứu thế đã từ khước mọi quyến luyến chính đáng để chuộc đền cho những mối tình bất chính. Để chuộc đền sự lạm dụng về xác thịt, Chúa đã dứt bỏ mọi liên hệ về xác thịt. Chúa trao mẹ mình cho người bạn thân nhất, và trao người bạn này cho mẹ mình. Thưa bà, đây là con bà, đây là mẹ của bà. Thái độ này thực khác xa thái độ của người đời. Khi một người có con được đi du học, bà mẹ thế gian thường nói: tôi không thể xa con tôi được. Khi người chồng phải đi vắng ít lâu để làm lợi cho gia đình, người vợ thường nói: tôi không thể xa chồng tôi được. Chúa Giêsu không nói: tôi không thể xa lìa mẹ tôi, vì thực tế Chúa đã lìa Đức Mẹ. Chúa yêu Đức Mẹ trọn vẹn nhưng đúng mức, để Đức Mẹ có thể chu toàn chương trình của Thiên Chúa và thiên chức của mình, thiên chức làm mẹ chúng ta. Chúa quên đi mối tình lớn lao cả thể như vậy, để không ai phải thiếu tình yêu. Chúa hy sinh mẹ mình để Đức Mẹ trở thành mẹ chúng ta. Giống như loài thiên nga, Chúa tự gây cho mình vết thương lòng đó, để Đức Mẹ dưỡng nuôi chúng ta bằng tình mẫu tử của Đức Mẹ. Đức Mẹ chấp nhận sự trao đổi còm cõi đó để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của con mình. Lúc Chúa Giêsu từ bỏ những quyền lợi chính đáng về xác thịt bằng cách ban cho ta một người mẹ và một người bạn Gioan như vậy, cũng là lúc tính ích kỷ bị trảm tử. Lời thứ ba Chúa Giêsu phán ra từ thập giá dạy chúng ta hai bài học: một,
phương pháp duy nhất để tránh thoát những đòi hỏi của xác thịt là tìm ra cái gì cao cả hơn xác thịt để mà yêu. 2. Đức Mẹ là nơi nương nhờ kẻ tội lỗi. 1. Nếu chúng ta có thể tìm được cái gì chúng ta ưa chuộng hơn xác thịt, thì những đòi hỏi của xác thịt sẽ bớt tính cách khống chế của nó. Đó chính là phương pháp người mẹ dùng khi nói với đứa con: con đừng làm điều gì hổ nhục cho mẹ. Nếu người con cái có tình yêu cao cả với mẹ mình, nó sẽ ý thức ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu đó và sẵn lòng hy sinh. Lời căn dặn của bà mẹ như vậy chỉ là lặp lại bài học của Chúa Cứu Thế khi Chúa ban Đức Mẹ làm mẹ chúng ta, tức là ý Chúa nói: hỡi các con chớ làm điều gì tủi nhục cho mẹ các con. Và ai yêu mến Đức Mẹ, tất cũng yêu mến Thánh Tử Giê-xu, đấng đã từ bỏ mối tình luyến ái sâu cùng và chính đáng của mình. Đức Mẹ, để chuộc đền những thú vui phóng đãng về xác thịt. Tình yêu cao thượng gây nên cho chúng ta mối tình nhiệt tâm với Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria. Xét về mặt tâm lý, chính là sự dứt bỏ những ràng buộc bất chính về xác thịt. Nhờ mối nhiệt tâm đó, chúng ta tránh được tình trạng quá tập trú vào những mối tình thấp hèn và những cực điểm của chúng. Nghĩ đến miệng mình trong 5 phút sẽ thấy nước miếng xuất tiến một cách bất thường. Nghĩ về trái tim trong 5 phút sẽ có cảm tưởng như bị bệnh tim. Mặc dầu 99% chắc chắn là bạn chẳng đau bệnh gì cả. Đứng trên bục cao và nghĩ về đôi bàn tay trong 5 phút sẽ có cảm tưởng như hai tay của mình to bằng hai cái đùi heo. Thế quân bình của toàn cơ thể sẽ bị rối loạn khi một cơ quan bị tách ra khỏi các tác vụ riêng của nó, hoặc khi nó bị phân cách khỏi mục tiêu cao thượng hơn mà nó đang nhắm tới. Những người luôn luôn lấy sinh lý làm mục tiêu cho các tư tưởng chuyện vãn, sách đọc của mình cũng giống như là những anh hát tuồng, chỉ chăm chú đến cuống họng hơn là đến bài hát. Họ lấy cái phụ thuộc làm hơn cái chính yếu, làm cho sự điều hòa cuộc sống bị hư hỏng. Giả tỷ, thay vì tập trú vào một cơ quan, người ta dồn hết tâm lực vào chương trình chung cuộc sống, tất cả mọi tình trạng bất ổn sẽ chấm dứt. Một diễn giả tài ba không hề bận tâm về đôi tay của mình, vì khi hăng say diễn thuyết, diễn giả điều khiển đôi tay theo tư tưởng mạnh yếu. Trên thực tế, Chúa Giê-xu đã phán dạy điều đó: chúng con đừng lo sẽ có gì để ăn. Về xác thịt cũng vậy, đeo đuổi một mối tình cao thượng, đề ra tiêu chuẩn cho cuộc đời, mục tiêu cho cuộc sống, ước muốn đáp ứng mọi điều Chúa muốn về mình, thì dục tình kém cao thượng sẽ được hoàn chỉnh.
giáo hội áp dụng điểm tâm lý này đối với việc giữ lời khấn thanh khiết. Giáo hội đòi buộc linh mục và tu sĩ từ bỏ cả những thú vui chính đáng về xác thịt, không phải vì giáo hội không muốn họ yêu, nhưng là muốn họ yêu cái tốt hơn. Vì giáo hội biết rõ, khi tình yêu các linh hồn càng lớn mạnh, tình yêu xác thịt càng suy giảm đi. Cũng như Chúa cứu thế đã vui lòng chết trên thập giá, vì Chúa yêu thương người ta hơn yêu thương sự sống của mình. Nhưng đừng tưởng lời khấn thanh khiết là một gánh nặng. Thomson gọi lời khấn đó là một dục vọng phi dục tình, một tình trạng yên tĩnh nồng cháy. Đúng vậy, do lời khấn giữ mình thanh khiết, một dục vọng mới phát sinh, dục vọng yêu Chúa. Đó là niềm an ủi cho mối tình cao thượng này, làm cho sự từ bỏ mối tình hạ cấp được rất dễ dàng. Chỉ khi nào làm mất đi mối tình cao cả đó, lời khấn mới trở thành một gánh nặng. Cũng như cách ăn ở lương thiện chỉ trở thành gánh nặng cho những ai đã làm mất đi ý nghĩa quyền lợi tha nhân. Lý do về tình trạng luân thường bị băng hoại và sự đoan chính bị suy đồi chính là vì người ta, nam cũng như nữ, đã làm mất đi mối tình cao cả đó. Vì không còn biết đến Chúa cứu thế đã yêu thương mình đến độ chết vì mình trên thập giá, không còn biết Đức Mẹ đã yêu thương mình đến độ trở thành nữ vương giới tử đạo ở chân thập giá, nên họ chẳng còn ai để dâng hiến sự hy sinh của họ nữa. Hy sinh có nghĩa là từ bỏ cái nọ để nhắm tới cái kia, là phương pháp duy nhất để chứng minh ở đời. Vì tình yêu là sự lựa chọn là phủ nhận là hy sinh. Như khi một chàng trai yêu một cô gái và muốn kết hôn với cô gái đó, thì chàng trai không chỉ nói "tôi lựa chọn cô", mà còn nói "tôi chẳng lựa chọn ai khác ngoài cô. Tôi chê bỏ hết thảy. Tôi từ bỏ họ vì cô. Xin áp dụng điều này trong vấn đề tính dâm ô. Hãy tước bỏ mọi mối tình cao siêu, tước bỏ Thiên Chúa, đến khi tôi chịu đóng đinh, Đức Mẹ đau thương, sự cứu rỗi, hạnh phúc vĩnh cửu ra khỏi xác thịt, thì còn gì để lựa chọn nữa? Còn được lợi ích gì khi từ bỏ các đòi hỏi thúc bách, lăng loàn của xác thịt nữa? Trái lại, nếu được ướp đượm bằng tình yêu thần linh, lúc đó niềm vui lớn lao nhất của xác thịt sẽ là hăm hở chạy đến bàn thờ của Đấng toàn ái. Nơi đó sự đau khổ vì hy sinh sẽ chẳng đáng giá bao nhiêu so với hạnh phúc được tận hưởng vì dâng hiến. Đến lúc đó thì mối thất vọng lớn nhất của tâm hồn lại là cảm thấy mình vô ích và hầu như chỉ mong tự gây thương tích để hy sinh, để Đấng toàn ái băng bó chữa lành cho.
Đó là thái độ của những tâm hồn thanh khiết. Họ đã nhận chìm xác thịt mình trong tình yêu thiên linh. Nhờ thập giá, họ đã siêu nhiên hóa những ước ao của mình. Tình yêu cao thượng của họ khiến họ từ bỏ mọi quyến rũ thấp hèn, không bao giờ Đức Mẹ phải tủi hổ vì họ. 2. Đức Mẹ là nơi nương náu của tội nhân. Đức Mẹ biết tội là gì, không phải vì Đức Mẹ đã phạm tội hoặc đã phải hứng chịu những hậu quả cay đắng do tội mình phạm. Đức Mẹ biết tội vì nhìn thấy hậu quả của tội lỗi đã xảy đến cho con mình. Đức Mẹ nhìn xác con đầm đìa những máu, tan nát từng mảnh như những ánh nắng tím thẫm lúc chiều tà. Khi nhìn con đau đớn cực độ, Đức Mẹ biết rõ tội lỗi nặng nề đến mức độ nào. Còn phương pháp nào hữu hiệu hơn để trong suốt 3 giờ liền nhìn xem hậu quả khủng khiếp của tội lỗi đã gây nên cho đấng vô tội, đấng toàn khiết? Đức Mẹ là nơi nương náu của tội nhân. Không những vì từ núi sò, Đức Mẹ biết tội lỗi là thế nào, mà còn vì trong những giờ khủng khiếp của đời sống, Đức Mẹ đã chọn một người tội lỗi hối cải làm bạn đời. Tình bạn được lượng giá tùy theo sự hiện diện của những người bạn trong lúc chúng ta cần thiết nhất. Đức Mẹ đã nghe Chúa Giêsu phán: bọn mãi dâm và phần thu sẽ đi trước hạng luật sĩ và biệt phái mà vào nước trời. Nên Đức Mẹ đã chọn Madalena, một con người lầu xanh đã được khỏi tội, để đồng hành với Đức Mẹ lên núi sò. Những miệng lưỡi xấu xa thời đó sẽ uốn éo làm sao khi thấy Đức Mẹ đầy ơn phúc đi cùng một phụ nữ mà mọi người đều biết là hạng buôn hương bán phấn. Ngày đó, Madalena biết rõ tại sao Đức Mẹ là nơi nương náu của tội nhân. Ngày nay, chúng ta cũng biết rõ là nếu Đức Mẹ đã vui lòng chọn Madalena làm bạn đồng hành, thì Đức Mẹ cũng sẵn lòng chọn chúng ta làm bạn đường. Sự trinh khiết của Đức Mẹ không có nghĩa là tao thánh hơn mày, không phải là thứ tinh khiết kiêu kỳ vén áo lên cho khỏi chạm vào người tội lỗi, cũng không phải là thứ thánh thiện khinh thị từ trên cao liếc xéo xuống kẻ dâm ô, nhưng là thứ tinh khiết rực rỡ không bị lây nhiễm vì ân cần chăm sóc người tội lỗi như ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, không phải vì mặt kính bụi bặm mà ánh sáng bị ô nhiễm. Người sa ngã tội lỗi không có lý do để thất vọng vì đã có Golgotha là sứ điệp của hy vọng. Vậy hãy tìm cho được một tình yêu cao thượng hơn xác thịt, một tình yêu trong sạch, hàm xúc, giải thoát, thì công cuộc chiến đấu sẽ dễ dàng. Tình yêu cao thượng đó được thấy trên thập giá
và ở chân thập giá. Hầu như chúng ta quên rằng có thập giá mà Chúa cứu thế như là bông hoa đỏ, Đức Mẹ là cành hồng. Từ núi Sò, cành hồng đâm rễ vào tất cả các con tim mang thương tích trên thế gian, tiếp nhận những lời nguyện cầu, những tiếng nài van, và chuyển hết thảy đi. Ở đời, hoa hồng có gai để gạt bỏ các ảnh hưởng rối ren có thể phá hủy sự phối hiệp của tâm hồn với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài vẫn nhận ra tôi. Nếu khi nào một ngày nắng hạ, Chúa Kitô như khách lạ qua đường, muôn người rộn rã phố phường, gặp tôi rong ruổi trên đường lãng quên, quên rằng có Chúa ở bên, mảng lo thế sự đảo điên tham tàn. Phúc thay Chúa vẫn từ nhân, quên điều bội bạc ân cần nhủ khuyên. Con ơi, vững tâm chớ phiền, đêm ngày vẫn có Mẹ hiền nhắc ta rộng lượng thứ tha, để con lạc bước nhà cha trở về. Hay đi học ở những nơi có học
sinh con nhà thợ thuyền. Tính phách lối, tự phụ, mưu cầu những vinh dự, những địa vị vượt quá khả năng của mình. Tính dị cảm, không muốn ai nói đến những khuyết điểm của mình, do đó không bao giờ tiến bộ về phẩm hạnh được. Tội kiêu ngạo đã làm cho thiên thần thành quỷ, đã làm cho loài người sa ngã. Bản chất của tội kiêu ngạo là tự đề cao trái lẽ, nên chỉ có phương pháp tự hạ mới sửa chữa được nó. Chính vì lý do đó mà đấng có thể sinh ra trong hoàng cung mới xứng với uy quyền con Thiên Chúa, đã muốn giáng trần làm một hài nhi bọc trong tã ở chuồng bò. Khiêm tốn trong Giáng sinh, Chúa cứu thế còn khiêm tốn trong nghề nghiệp. Chúa đã làm nghề mộc ở Nazareth, một làng quê hẻo lánh mà ai lớn cũng lấy làm nhục nhã nếu sinh quán ở đó. Ngày nay có nhiều người khinh thị những chức phận tầm thường, thì thời đó cũng đã có những người mở miệng nói giọng khinh bỉ: người này không phải là con nhà thợ mộc đó sao? Trong hành động, Chúa cứu thế cũng khiêm tốn như vậy, vì Chúa không hề làm một phép lạ nào cho mình, kể cả phép lạ để có chỗ dựa đầu. Gương mẫu khiêm tốn đặc biệt của Chúa được biểu lộ vào buổi chiều thứ năm, khi Chúa lấy vải làm thắt lưng, tự bưng chậu nước và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Rồi Chúa mới phán: người đầy tớ có bao giờ cao sang hơn chủ được? Vậy nếu ta là Chúa cứu thế và là tôn sư của các con, mà ta còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Điều luật về khiêm tốn được Chúa tuyên bố rõ rệt: nếu các ngươi không hối cải và trở nên giống con trẻ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Đỉnh cao nhất về sự khiêm tốn chính là cái chết trên thập giá, để sửa chữa tội kiêu ngạo về dòng họ tông giống. Chúa đã từ chối sự an ủi của Chúa Cha. Để sửa chữa tính kiêu ngạo khinh người, Chúa chịu liệt vào hạng trộm cướp. Để sửa chữa tính kiêu ngạo cậy giàu sang, Chúa chịu cảnh bần cùng, đến giường nằm mà hy sinh thì cũng không có. Để sửa chữa tính kiêu ngạo tôn phục xác thịt, Chúa đã chịu đánh đòn đến độ không còn ra hình thể nào coi được nữa. Để sửa chữa tính kiêu ngạo khoe bạn bè thân thế, Chúa chịu để cho đến cả những người được Chúa chữa khỏi bệnh tật quên Chúa đi. Để sửa chữa tính kiêu ngạo cậy quyền dựa thế, Chúa chịu yếu nhược và bị bỏ rơi. Để sửa chữa tính kiêu ngạo của những kẻ chối bỏ Thiên Chúa và đức tin, Chúa chịu cảnh Thiên Chúa Cha bỏ quên. Để đền tạ cho tính tự ái, tinh thần độc lập giả tạo của chủ nghĩa vô thần, Chúa đã từ chối những hoan lạc và ủi an tự bản tính Chúa vẫn có. Vì kẻ kiêu ngạo lãng quên Chúa, nên Chúa tự để mình chịu hoàn cảnh không có Chúa.
Kết quả là trái tim Chúa như bị vỡ tan, đến độ Chúa phải thốt ra tiếng kêu sầu thảm nhất: Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Phối hiệp vẫn tồn tại trong nhân cách, nhưng những lời đau khổ đó được thốt ra để chúng ta không bao giờ mất niềm an ủi của Chúa. Lời Chúa cứu thế nói ra dạy chúng ta hai bài học. Một, chớ tự tôn, vì Thiên Chúa luôn luôn chống đối kẻ kiêu ngạo. Hai, hãy tự tôn trên căn bản khiêm nhường, vì khiêm nhường là chân lý và là con đường chính đưa tới vinh quang đích thực. Tại sao chúng ta dám kiêu ngạo? Thánh Phaolô đã nhắc nhở: có cái gì con không nhận lãnh, nếu cái gì con cũng phải nhận lãnh mới có, tại sao con tự tôn như đã không nhận lãnh? Chúng ta kiêu ngạo về tiếng nói, của cải, sắc đẹp, tài ba của chúng ta chăng? Nhưng đó không phải là những ân huệ Chúa đã ban, và bất cứ lúc nào Chúa rút lại cũng được chăng? Về phương diện vật chất, chúng ta chỉ đáng giá chút đỉnh. Phân tích xác con người thì thấy những số lượng như sau: chất sắt đủ làm được một cái đinh nhỏ, chất đường để làm được hai miếng nhỏ, chất dầu làm được 7 cục xà bông, chất linh tinh để làm được 2000 que diêm quẹt, chất mì để rửa được một tấm hình. Tính chung thì giá bán cái xác của một người được hơn 1 Mỹ kim. Chà, như vậy mà người ta còn kiêu ngạo được ư? Tuy nhiên, về phần hồn, con người lại có giá hơn cả vũ trụ. Vì nếu đem so sánh thì được cả vũ trụ mà mất linh hồn cũng là vô ích. Vì có cái gì đánh đổi được linh hồn đâu? Thiên Chúa chống đối kẻ kiêu ngạo. Người biệt phái vào đền thờ khoe khoang việc lành của mình thì bị kết án. Người thu thuế đứng ở cuối đền thờ thú nhận mình tội lỗi, đấm ngực xin ơn tha thứ thì được ơn trở nên công chính. Hạng mãi dâm, hạng thu thuế, thú nhận tội lỗi của mình thì vào nước trời trước bọn luật sĩ và pha-ri-sêu, chỉ biết khoe khoang cái hay của mình. Chúa cứu thế đã cảm ơn Thiên Chúa Cha vì đã che giấu sự khôn ngoan đối với những kẻ tự tôn mình là khôn ngoan, và chỉ tiết lộ sự khôn ngoan thật cho những tâm hồn đơn sơ. Lạy Cha là Chúa trời đất, con cảm ơn Cha vì Cha đã giấu những điều đó đối với những hiền triết, khôn ngoan và chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn. Nếu có điều kiện buộc rằng muốn rỗi linh hồn thì phải chọn một trong hai điều này: một là cứu rỗi một triết nhân chỉ biết có mình là tất cả với tính kiêu ngạo về kiến thức của mình; hai là phải cứu rỗi 100 người tội lỗi điếm đàng nhất thì hiển nhiên nên chọn điều thứ hai, vì ở trần gian không có gì khó khăn cho bằng khuất phục một người trí thức kiêu ngạo. Nếu dùng kiêu ngạo làm chất bọc chiến hạm, sẽ không có thứ đạn pháo nào chọc thủng. Điều này dễ hiểu vì một người đã tin
tưởng mình biết hết mọi sự rồi thì còn phải học gì nữa? Kể luôn cả Thiên Chúa cũng chẳng có gì để nói với người đó. Một tâm hồn đã đầy ứ cái bản ngã của mình thì chẳng còn chỗ nào cho Thiên Chúa len vào được. Một chiếc bình đầy nước không thể đồng thời chứa đầy dầu. Đối với tâm hồn, tình trạng cũng chẳng khác gì. Thiên Chúa chỉ ban chân lý và sự sống của Ngài cho những ai trống rỗng với chính mình. Do đó, chúng ta phải tạo một khoảng trống trong tâm hồn để có chỗ chứa đựng ơn thánh. Chúng ta thường có cảm tưởng mình đã làm quá công việc chúng ta làm thực sự. Thí dụ việc uống nước bằng ống hút, chúng ta tưởng lầm là mình hút nước trong ống. Vì nói đúng khoa học, chúng ta đâu có hút nước. Chúng ta chỉ tạo nên một khoảng trống không khí gây sức ép trên nước với trọng lực tương đương với trọng lực của đại dương bao phủ mặt đất tới một bề dày là 34 bộ. Chính sức ép đã làm cho nước dâng lên trong ống hút khi chúng ta tạo khoảng trống trong ống. Về đời sống tâm hồn cũng vậy. Việc lành người ta làm không do hành động bản thân của người ta mà do sức ép thiêng liêng của ơn thánh. Như thánh Phêrô, chỉ khi đã thả lưới cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào, Chúa Giêsu mới ban mẻ lưới lạ. Lâu đài càng cao, nền móng càng phải sâu, nhân đức càng cao, đức khiêm nhường càng phải thâm. Như vậy, chỉ người khiêm nhường mới là dụng cụ Thiên Chúa dùng để ban ơn cho trần gian. Khi thâu rút mình thành con số không, họ đã dọn chỗ cho đấng vô biên. Còn những kẻ tự coi mình là vô cùng, Thiên Chúa để cho họ là con số không vô nghĩa của họ. Nền móng khiêm nhường thấy có ngay trong thiên nhiên. Bao lâu người ta còn bé nhỏ, bấy lâu mọi cái đều là to lớn. Lấy thí dụ một bé trai, bé thích lấy cái chổi quét nhà không dài hơn hai thước làm ngựa cưỡi nhong nhong. Đối với bé, đó là con ngựa thần đang phi trên mây. Tiếng chổi lộp cộp là tiếng chân ngựa sải. Bé bám vào cán chổi như bám vào bờm ngựa đang phi, với tiếng gió vù vù rít bên tai. Bé còn nhỏ quá, thành ra cái gì cũng là khổng lồ. Những tượng lính bằng chì đối với bé là những quân lính người thật đang anh dũng chiến đấu. Tấm thảm đỏ là chiến trường chan hòa máu của tử sĩ. Thế rồi lớn lên, bé thành người lớn, tầm vóc khổng lồ kém bớt đi, chiến mã trở lại là cán chổi, lính bằng kim khí chỉ còn cao hơn ngón tay. Về phần đạo đức cũng vậy, bao lâu còn chấp nhận một Thiên Chúa khôn ngoan, cao cả và uy quyền hơn loài người, bấy lâu trần gian còn là chỗ cư ngụ rất tốt. Trong tình trạng này, chân lý trở thành bao la thêm, đến độ vĩnh cửu cũng không thấu suốt được. Tình yêu liên lưu đến độ vĩnh cửu không thể chiêm ngưỡng thành tầm thường quanh quẩn được. Đức nhân trở thành thẳm sâu đến độ lời tạ ơn không bao giờ ngơi nơi môi miệng. Ngược lại, hãy thử quên Thiên Chúa đi, thử tự phong mình làm Thiên Chúa.
bấy giờ kiến thức nhỏ nhoi sẽ trở thành toàn tri. Bấy giờ thì thánh được coi là đồ ngu, tử đạo là hạng quá khích, tu sĩ là bọn câm, xưng tội là sự bày đặt của linh mục, thánh thể là dấu vết ngoại giáo, thiên đường là tưởng tượng của con nít, chân lý là ảo tưởng, kiến thức về những điều đó được cho là kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, kiến thức đó quả thực quá nhỏ nhoi. Khiêm nhường là chân lý. Ở khiêm nhường không có nghĩa là hạ giá tài ba, ân huệ hoặc khả năng của mình, cũng không phải đề cao quá đáng những cái đó. Cao một thước 90 mà nói mình cao một thước 85 hoặc hai thước, đó không phải là khiêm nhường. Khiêm nhường là chân lý, là nhận định rõ ân huệ là ân huệ, khuyết điểm là khuyết điểm. Khiêm nhường là tùy thuộc Chúa, kiêu ngạo là tự lập khỏi Chúa. Tâm tình tự lập đó, tâm tình xa vắng Chúa, đó là căn cớ gây nên tiếng kêu đau khổ của Chúa cứu thế là vì bị bỏ rơi. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Tâm hồn khiêm nhường vì ý thức tình trạng mình lệ thuộc Chúa nên luôn luôn biết ơn Chúa. Phỏng được bao nhiêu ca sĩ, thuyết trình viên, nhạc sĩ, diễn viên, y sĩ, giáo sư nghĩ đến việc cảm ơn Thiên Chúa đã ban phú tài năng cho mình được nổi danh. Cả 10 người cùi được chữa lành, chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa, còn 9 người kia đâu? Đó chính là tỷ lệ những kẻ vô ơn với Chúa, vì họ không phải là hạng người khiêm nhường. Người khiêm nhường luôn luôn tránh khoe khoang việc lành của mình, vì như vậy việc lành mất hết công thưởng đi. Những người thổi loa khi làm việc thiện, những người thổi loa khi làm việc bác ái sẽ được nghe những lời khủng khiếp, miệng tả không xiết, bút viết không cùng. Người đã nhận được phần thưởng rồi. Người khiêm nhường dù cao sang trước mặt mọi người đến đâu vẫn cho là mình thua kém các người khác, vì người ấy luôn luôn ngờ vực về sự kiện, sự cao cả bên trong có hơn được sự cao sang bên ngoài không. Vì thế, người ấy không đem sự cao sang phụ thuộc của mình mà bày hàng trước mắt mọi người. Vì làm như vậy là chứng minh mình không có sự cao sang đích thực. Những người thật sự cao sang luôn khiêm nhường, họ luôn luôn khoan hòa, hảo tâm, thông cảm. Chỉ có con người ti tiện mới ưa làm bộ sang cả. Một thanh niên giàu có cần mặc đẹp để gây cho chúng bạn cái ấn tượng giàu của mình. Chỉ anh thanh niên nghèo mới khoái gây ấn tượng mình có của. Những con người đầu óc trống rỗng cũng vậy, họ luôn luôn phải tạo ấn tượng mình hiểu biết nhiều, đọc sách nhiều, đã qua bậc đại học. Con người trí thức không cần phải vỗ ngực là trí thức. Một vị thánh không cần phải bô bô rằng mình đạo đức. Chỉ có kẻ giả hình mới có thái độ như vậy. Sự kiện tuổi trẻ thích quan trọng hóa thể diện, uốn nắn cung dòng, sửa sang điệu bộ,
chứng minh là tuổi trẻ chưa hề có những vinh dự vượt quá vị thể của họ. Thành ra, họ không tạo được vinh dự mà còn ngược lại. Hoàng bào họ tự khoác lấy chỉ làm cho họ nặng nề bực bội thêm. Miếng bọt biển chỉ có thể thấm nước đến hết mức của nó, không thể hơn được. Con người cũng chỉ có thể tiếp nhận những vinh dự tới mức nào đó, không thể hơn. Khi vinh dự không còn liên hợp với bản thân và quay hướng đi về phía khác như ngón tay bị đau giơ lên, thì lúc đó là cực điểm rồi. Những con người thực sự cao cả có thái độ giống như Thánh Philippe khi thấy một phạm nhân bị đưa đến nhà lao thì kêu lên: nếu không có ơn Chúa thì Philippe cũng sẽ như người này. Nếu chúng ta khởi sự ở khiêm nhường, hay ít ra chúng ta đừng cho mình là hơn kẻ khác, nếu đối với những kẻ có những hành vi độc ác, chúng ta biết nói: lạy Cha, xin tha cho họ. Nếu đối với những kẻ liệt chúng ta là đồ trộm cắp, chúng ta biết thầm tính, tìm cách hoán cải họ và nói: sẽ được lên thiên đàng ngay hôm nay. Nếu đối với kẻ làm nhục chúng ta ngay tại gia đình chúng ta, như Chúa Giêsu đã bị nhục trước mặt Đức Mẹ, mà chúng ta biết biến kẻ ấy thành con Đức Mẹ, đây là con Mẹ. Nếu đối với những kẻ thấp hèn, thấp kém hơn chúng ta ở đời, chúng ta biết tự hạ để ăn uống với họ. Tôi khác, nếu chúng ta thành thật và đánh giá mình đúng mức, nếu chỉ trong một giờ chúng ta thực hiện được như vậy, tức là chúng ta đã thực hiện một cuộc cách mạng hoàn toàn. Thực ra thì gương mẫu như vậy đã có sẵn nơi Đấng đã tự hạ đến chết trên thập giá, đã từ chối được Chúa Cha an ủi, Đấng toàn năng mang hình thức yếu hèn, Đấng toàn lực mang lấy sự ruồng bỏ, và sau cùng là Thiên Chúa có vẻ như bị Thiên Chúa từ bỏ. Tại sao như vậy? Vì chúng ta đã muốn điều khiển đời sống mình mà không cần Thiên Chúa, muốn tự lập. Cậu bé chăn chiên David đã chiến thắng tên khổng lồ Goliath. Chiến thắng này tiên báo một cuộc chiến thắng khác xảy ra vào ngày thứ sáu thụ nạn. Tội kiêu ngạo là Goliath, Chúa cứu thế là David nhỏ bé khiêm nhường, đã chiến thắng bằng cây thập giá và năm vết thương của Chúa Kitô để chiến thắng tội kiêu ngạo. Người thế gian cho những thứ vũ khí đó là không hợp cho chiến trận, không hiệu lực để chiến thắng. Nhưng đối với người biết tìm hiểu kế hoạch của Thiên Chúa đã đề ra từ nguyên thủy thì ý nghĩa lại khác. Cái người đời cho là điên dại được Thiên Chúa dùng để làm bẽ mặt hạng triết gia, cái người đời cho là yếu hèn được Thiên Chúa dùng để khuất phục những tay vũ dũng. Quả thực Chúa chỉ dùng thập giá và vòng gai để hiển thắng. Lời cầu xóa tội. Này môi Chúa tím bầm đau đớn, này đầu Chúa tủa nhọn vòng gai, Chúa đành uống chén đắng cay, đền muôn tội lỗi con người vong ân, trải bao thế hệ miên man.
chìm trong bể khổ oán than ngất trời, chịu cơn hấp hối tàn hơi, lập công vô tận cứu người trần gian, giáo đâm tim Chúa nát tan, hóa ra đâm nát tâm can con người, gieo gì gặt vậy ở đời, gieo đêm gặt tối, che trời vắng sao. Càng ưa uốn lưỡi gươm đeo, càng thêm phẫn hận đời mau chóng tàn, vực sâu đòi cảnh tĩnh an, trăng sao yên chỗ chẳng cần đấu tranh. Nhân ư vạn vật chi linh, mình là địch thủ của mình hỡi ơi. Chúng con chịu đóng đinh rồi, mà phần Chúa chịu mồ hôi đẫm mình. Chúa ơi xin tháo nhổ đinh, chúng con thoát khỏi cực hình đớn đau. Chúa thương thấm vết máu đào, chúng con lành mạnh đẹp màu tình thương. Không cần giọt nước cành dương, chúng con cùng Chúa như gương in hình. Còn con khổ cực, và chăng
giữa các con và chúng ta có một vực thăm thẳm, muốn từ bên này qua bên đó hay ngược lại đều không thể được. Nhà phú hộ năn nỉ, đành vậy, nhưng xin tổ phụ phái Lazaro đến với 5 người anh em tôi còn sống để nói cho họ biết, kẻo họ cũng bị vào chốn cực hình này nữa. Abraham đáp lại: đã có Môi-se và các tiên tri, họ cứ nghe lời các vị đó dạy là được. Nhà phú hộ nói: không, thưa tổ phụ Abraham, nếu có người chết về nói, họ mới chịu hối cải. Abraham kết thúc cuộc đối đáp: nếu họ không nghe lời Môi-se và các tiên tri, thì dù kẻ chết sống lại, họ cũng chẳng tin. Cuộc sống xa hoa thái quá trong thế giới tân tiến là dấu hiệu rõ rệt nhất về một xã hội suy đồi. Khi người ta khởi sự quên linh hồn mình, người ta cũng khởi sự chăm lo tối đa cho phần xác. Càng có nhiều câu lạc bộ thể thao, càng có ít nhà tĩnh tâm. Biết ức triệu nào mà kể được những số tiền bỏ vào các mỹ viện để làm đẹp cho những bộ mặt một mai kia sẽ là chỗ cho dòi bọ rút rỉa. Hàng ngày có hàng vạn người tập thể dục trong 2-3 giờ liền, nhưng nếu bảo họ quỳ gối cầu nguyện trong 5 phút thôi, họ sẽ phản đối ngay vì cho là lâu quá. Thêm vào đó còn có những món tiền khổng lồ được chi hàng năm không phải để thỏa mãn thú vui ăn uống bình thường, nhưng để trả cho số lượng rượu uống thái quá. Khi nghĩ đến có việc dùng những số tiền phí phạm đó để cấp cứu biết bao nhiêu người nghèo khổ cùng cực, người ta thấy rõ cách sống phi nhân bản đó là một gương xấu rất to lớn. Việc Thiên Chúa ra án phạt người giàu có xấu xa kia chắc chắn còn phải được áp dụng cho nhiều người thời nay. Họ sẽ thấy rằng những người hành khất mà họ không đành tâm bỏ dỡ bữa tiệc giúp đỡ sẽ ngồi cùng bàn với vua cả trên trời, còn họ sẽ van nài để có một giọt nước thấm lưỡi như nhà phú hộ kia. Mê tham ăn uống, rượu trà say sưa, xa hoa quá độ, đó là những thứ tội phải được chuộc đền. Và công cuộc chuộc đền đã khởi sự từ ngày Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Đấng có thể lấy trời làm mái nhà, lấy trăng sao làm đèn soi, đã chọn lấy tình trạng bị mọi người hất hủi và xua đuổi như một tên tù đầy vào hang sườn đồi của một thị trấn nhỏ nhất ở Israel. Trong bài giảng thuyết đầu tiên, Chúa đã dạy phải sống siêu thoát. Phúc cho kẻ có tinh thần thanh bần, vì nước trời là của kẻ ấy. Chúa bắt đầu cuộc sống công khai bằng một thời gian chay tịnh 40 đêm ngày. Chúa còn dạy: các con chớ lo lắng về việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Với tư cách một tiên tri không có trú sở nhất định, Chúa cho hay từ lúc sinh ra Chúa đã ở trong hoàn cảnh thiếu thốn hơn cả muôn chim cầm thú.
chồn cáo có hang, chim trời có tổ, còn con người không có chỗ gối đầu. Chúa không hề có cách ăn uống kiêu sa, như có lần chính tay Chúa dọn bữa, thì bữa ăn chỉ có cá nhạt, bánh khô. Trên núi sò, Chúa chịu lột hết y phục, cả giường nằm lúc sinh thì cũng không có, mặc dầu là Chúa tể càn khôn. Chúa đang đến trong thế gian trong tình trạng trần trụi, thì khi lìa cõi thế, Chúa cũng tay không. Biển khơi là của Chúa, suối nguồn là của Chúa. Chúa ra lệnh cho các thác phun ra, Chúa truyền lệnh cho đại dương dâng lên đúng mức. Đằng khác Chúa phán, ai uống nước giếng này sẽ còn khát, còn kẻ uống nước ta ban cho sẽ không còn khát nữa. Ai khát hãy đến với ta mà uống. Vậy mà giờ đây, để chuộc đền cách sống phóng đãng của loài người, từ đôi môi khô ráo, Chúa đã thốt ra lời ngắn ngủi nhất, nhưng biểu lộ nỗi khốn cực nhất của loài người. Ta khát. Thay vì nước uống, một tên lính lấy miếng bọt biển nhúng vào giấm chua, đưa lên áp vào miệng Chúa. Sự việc xảy ra đúng như lời tiên tri từ ngàn xưa. Để đỡ khát, chúng đã cho ta uống giấm chua. Đấng nuôi dưỡng chim trời không có của ăn, đấng hóa nước thành rượu không có nước uống. Nguồn suối vô biên đã cạn, Thiên Chúa làm người sống bần bách. Đấng mang tượng hình Lazaro đang đứng ở cửa trần gian, nài xin một chút bánh thừa, một giọt nước trong, nhưng cửa lòng đại lượng của người trần đã đóng lại rồi. Mirabeau lúc gần qua đời vẫn còn đòi hút thuốc phiện và nói, các bạn đã hứa không để tôi phải đau đớn vô ích, các bạn hãy nâng đầu tôi lên, chiếc đầu vĩ đại nhất nước Pháp. Còn Chúa Kitô lúc gần sinh thì đã từ chối uống nước để dịu bớt cơn đau, vì Chúa muốn cảm thông nhu cầu cấp thiết nhất của loài người, để trên cán cân công bình, Chúa tái lập thế quân bình lại cho những ai sống phung phí, thừa thãi. Chúa tự ý làm một người hèn kém nhất khi xin loài người cho nước uống. Tuy nhiên không phải Chúa xin nước trần gian, mà là thứ nước trái tim Chúa hằng khao khát tình yêu. Tiếng khát Chúa phát ra từ thập giá tiết lộ cho chúng ta hay, có hai thứ đói và hai thứ khác. Một thứ về phần xác, một thứ về phần hồn. Trong nhiều cơ hội, Chúa đã phán rõ hai thứ đó. Vô phúc cho các ngươi no đầy phè phỡn, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Vô phúc cho các ngươi bây giờ vui cười đủ đỡn, vì các ngươi sẽ than khóc. Phúc cho các ngươi bây giờ chịu đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi bây giờ than khóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Với đoàn lũ theo Chúa cần bánh ăn, Chúa phán, chúng con đừng tìm kiếm thứ của ăn hư nát, hãy tìm thứ của ăn con người sẽ ban cho, thứ này sẽ tồn tại muôn đời. Với
người phụ nữ miền Samaria đến giếng Gia-cóp múc nước. Chúa tiên bảo: ai uống nước này sẽ còn khát, còn ai uống nước ta ban cho sẽ không bao giờ khát nữa, vì nước ta ban sẽ dẫy vọt lên tới sự sống vĩnh cửu. Nhưng trên hết các thứ ăn uống khác biệt cho con người nội tâm và con người ngoại diện, Chúa hứa ban thứ của ăn tối thượng là chính mình Chúa. Vì thịt Chúa thật là của ăn, máu Chúa thật là của uống. Trong ý nghĩa hai thứ của ăn, của uống cho hồn và xác, biểu lộ sự khác biệt giữa vấn đề dưỡng sinh và vấn đề chay tịnh. Giáo hội thực hiện chay tịnh, người đời noi theo phương pháp dưỡng sinh. Về phương diện vật chất, không có sự khác biệt nào cả. Vì ăn chay hay ăn theo lối dưỡng sinh, người ta vẫn có thể gầy đi hàng chục kilo. Tất cả sự khác biệt là ở ý chí. Người Kitô hữu ăn chay không phải vì thân xác mà vì linh hồn. Người ngoại giáo ăn chay không phải vì linh hồn mà vì thân xác. Người Kitô hữu không ăn chay vì lý do thân xác xấu xa, nhưng để thân xác trở nên dễ nghe theo linh hồn, như một đồ nghề trong tay người khéo. Điều này đưa đến vấn đề căn bản về cuộc sống: linh hồn là dụng cụ cho thân xác hay thân xác là dụng cụ cho linh hồn? Linh hồn phải nghe lời xác hay xác phải nghe lời linh hồn? Tuy nhiên, mỗi người đều có một sở thích và gắt gao đòi thỏa mãn các sở thích đó. Nhưng khi thỏa mãn sở thích nọ lại làm bất mãn sở thích kia, tất cả các sở thích đều không thể đề huề chung sống. Tính hạnh được phát triển nhờ ở cách thức ăn uống. Vấn đề là theo chế độ dinh dưỡng hay ăn chay làm mất đi chiếc cằm sệ để vừa con mắt quan niệm của thiên hạ, hay để khuất phục thân xác và uốn nắn nó theo ý linh hồn. Vấn đề là ở đó. Giá trị con người như vậy được thẩm định theo sở thích của con người. Hãy cho tôi biết bạn đói khát cái gì, tôi sẽ nói bạn là ai. Bạn đói tiền hơn sự thương xót chăng? Tiền bạc hơn nhân đức chăng? Quyền hành hơn phục vụ chăng? Trong trường hợp này, bạn là con người ích kỷ, hư thân và kiêu ngạo. Bạn khao khát sự sống vĩnh cửu hơn thú vui xác thịt, mến thương người nghèo hơn được giàu có ưu đãi, thương yêu linh hồn người ta hơn nhậu nhẹt say sưa. Trong trường hợp này, bạn là một Kitô hữu khiêm tốn. Điều tai hại lớn lao là có quá nhiều người chăm chú về phần xác mà nhếch nhác phần hồn. Mà khi nhếch nhác phần hồn, người ta mất hết cảm hứng về đèn đạo đức. Trong lĩnh vực sinh lý, có trường hợp mất hứng thú ăn uống. Trong địa hạt đạo đức, cũng có trường hợp mất hết ước ao về siêu nhiên. Khi người ta tham lam những cái phù vân, người ta trở nên lạnh nhạt với những cái vĩnh tồn. Những người điếc là người đã chết đối với âm thanh xung quanh. Những người mù là người đã chết với vẻ đẹp đầy rẫy quanh họ.
Những người tội lỗi là những người chết đối với những gì thuộc về Chúa, mặc dầu họ đang vẫy vùng trong những cái đó. Trong nhật ký tự thuật, Đạt Minh kể rằng vì say mê sinh vật học mà ông mất đi cảm hứng về thơ và nhạc có sẵn trong người. Sự mất mát đó làm ông ân hận suốt đời. Về phần thiêng liêng cũng vậy, không có cái gì làm suy giảm khả năng đạo đức cho bằng ham mê vật chất thái quá. Ham tiền quá thì mất ý niệm về giá trị con người. Ham xác thịt quá thì mất hết các giá trị về tinh thần. Kết quả là mọi sự sẽ nổi lên chống đối luật cao cả nhất vì bản chất con người. Như một lời một thi sĩ đã thốt ra: hỡi con người, ngươi phản bội ta thì mọi sự sẽ phản bội ngươi. Thiên nhiên rất trung thành với đấng tạo dựng nên nó, vì thế ai lạm dụng nó sẽ bất trung trả đũa ngay. Đối với con người phản bội, thiên nhiên sẽ trả đũa bằng một niềm trung tín phản ngụy, một sự trung thành lừa đảo. Lúc đó nó vẫn trung thành với Thiên Chúa, nhưng luôn luôn tráo trở với con người. Lời thứ năm phán ra từ thập giá, được gửi vào trái tim để kêu mời con người giải khát bằng nước mạch thật sự có khả năng giải khát. Chúa không ép buộc con người khao khát sự thánh thiện hơn sự đê hèn, khao khát những gì thuộc về Chúa hơn những gì phàm thục. Lời biện thuyết của Chúa chỉ có hình thức xác định. Ta khát có nghĩa là ta khao khát cho người ta khát khao ta, vì chỉ có sự khát khao đó mới cứu rỗi con người được. Lời phán vắn tắt đó hàm chứa hai điều khuyến cáo: phải hãm dẹp những cơn đói khát phần xác, phải bồi dưỡng những cơn đói khát phần hồn. Một, hãm dẹp những đói khát phần xác. Không phải hãm dẹp vì xác thịt là xấu, nhưng vì linh hồn phải thống trị xác thịt để nó khỏi lăng loạn. Ngoài những đòi hỏi thái quá của xác thịt, Chúa còn khuyên dạy ta giảm thiểu tới mức tối đa những phí tổn về cuộc sống xa hoa để cứu cấp người nghèo. Hỏi có được bao nhiêu người nghĩ đến việc từ bỏ một bữa nhậu, một chầu hát, một buổi khiêu vũ vì lòng mến thương những người nghèo của Chúa Kitô? Và có được bao nhiêu người mỗi tháng một lần bớt ra số tiền đi coi hát để cho vào quỹ tế bần, ngõ hầu đứng thấu suốt mọi bí nhiệm sẽ bí mật thưởng công cho? Lời Chúa khuyên tiết chế những khoái lạc phần xác được chứng minh bằng lời Chúa phán trong một bữa ăn ở nhà một người biệt phái giàu có. Khi ông mời ăn, đừng mời bạn bè, anh em, bà con, lân xóm giàu có, kẻo họ mời lại ông, và như vậy là ông đã lãnh công thưởng rồi. Ngược lại, khi ông đãi tiệc, hãy kêu mời những người nghèo túng, què cụt, đôi mù. Như vậy là ông có phúc, vì họ không có gì đền đáp lại, nhưng ông sẽ được thưởng công trong ngày cánh chung. Tiền bạc phung phí về ăn nhậu
chẳng giúp được ích gì trong ngày cánh chung. Nhưng những người nghèo túng mà chúng ta đã hy sinh hãm mình để giúp đỡ sẽ là những trạng sư trước tòa thẩm phán, biệt hộ cho chúng ta để được Chúa thương, mặc dầu lúc bình sinh chúng ta tội lỗi rất nhiều. Tiền bạc không mua chuộc được đấng phán xét chí công, nhưng những người nghèo khổ lại có ảnh hưởng rất nhiều trước mặt Chúa, đúng như lời tiên tri của Đức Mẹ: Chúa cho kẻ đói khát no đầy thiện hảo, còn người giàu có bị đuổi đi tay không. Công việc từ bỏ những cái quá độ trong sự ăn uống vì lòng thương linh hồn người ta phải được thực hiện với tinh thần hoan hỷ. Khi các con ăn chay, đừng làm bộ rầu rĩ như những kẻ giả hình, ra dáng xanh xao mặt mày để thiên hạ biết là mình ăn chay. Thật, Thầy bảo cho các con hay, họ đã được thưởng công rồi. Còn các con, khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu, lau rửa mặt mũi cho tươi vui, để không ai biết là các con ăn chay. Nhưng Cha các con trên trời thấu suốt mọi bí nhiệm, sẽ thấy việc kín đáo các con làm và sẽ trả công thưởng cho các con. 2. Bồi dưỡng những đói khát phần hồn. Công việc hãm dẹp những khoái lạc phần xác chỉ là phương tiện, không phải là mục tiêu. Mục tiêu là kết hợp với Chúa, nguồn mạch ước vọng của linh hồn. Hãy nếm thử mới biết Chúa tốt lành biết bao. Thảm kịch lớn lao của cuộc sống không phải là sự đau khổ, mà là bỏ qua sự đau khổ. Ít có người được thỏa mãn những ước vọng trần tục nhờ của cải, nhưng bất cứ ai xin đều được ban cho no thỏa của ăn thiêng liêng. Vậy mà hoại hiếm mới có người nghĩ đến của ăn cho linh hồn mình. Cũng như xưa ở Jerusalem, chẳng có được mấy người thèm nghe lời Chúa than phiền: biết bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ủ con dưới cánh, nhưng ngươi đâu có muốn. Khi nghe tiếng Chúa kêu khát, chúng ta cũng nghe được lời Chúa phán với người phụ nữ xứ Samaria ở gần bờ giếng: nếu ngươi biết ơn Thiên Chúa và đấng xin nước uống với ngươi là ai, tất ngươi sẽ xin và ngươi sẽ được ban cho nước hằng sống. Nhưng có được mấy người xin đâu. Ân huệ lớn nhất Chúa có thể ban cho loài người là bánh ban sự sống vĩnh cửu và rượu phát sinh trinh nữ. Vậy mà rất ít người biết có Chúa hiện diện để mỗi sáng hộ chay bằng của ăn từ trời ban nuôi linh hồn. Rất ít người ý thức có Chúa hiện diện trong nhà tạm để hàng ngày đến chầu Chúa nơi lao xá tình ái đó. Và khi người ta có thái độ hững hờ như vậy, khi người ta tiếc vì mất đồ ăn tráng miệng hơn là tiếc vì linh hồn không được rước thánh thể, phải chăng đó là bằng chứng ý niệm đạo đức đã cùn nhục rồi? Cho nên, vì yêu thương chúng ta vô cùng, Chúa chịu đóng đinh trên thập giá khao khát chúng ta, khao khát những con tim bội bạc của chúng ta, khao khát những linh hồn chai đá của chúng ta. Đó là điều tất nhiên. Nhưng chúng ta đừng tưởng rằng Chúa khao khát vì nhu cầu
chỉ vì nhu cầu của chúng ta. Chúa chọn hảo vô cùng nên chẳng cần chúng ta gì cả. Như trong lúc khô cạn nắng ráo đối với một bông hoa, chúng ta mong mưa không phải vì chúng ta mà vì bông hoa vậy thôi. Chúa cũng không cần chúng ta để thêm hạnh phúc cho Chúa, mà chính vì hạnh phúc của chúng ta. Vì không có Chúa, chúng ta không thể phát triển được. Vì thiếu sinh tố cần thiết mà sinh ra bệnh gầy còm và bệnh thiếu máu. Cũng vậy, vì suy yếu tinh thần mà tính hạnh của chúng ta sinh ra khiếm khuyết. Đại đa số con người ngày nay thiếu phát triển về đạo đức, đến độ nếu tình trạng thiếu kém xảy ra như vậy về phần xác, con người sẽ trở thành quái vật. Có biết bao nhiêu triệu người không có lấy được một xác tín vững mạnh nào để được nâng đỡ mình lúc đau khổ và an ủi mình lúc lâm chung. Có biết bao triệu người chưa tìm ra mục tiêu của cuộc sống, cho nên như loài bướm, họ phải bay lượn hết cảm xúc khác, không lúc nào được yên. Phải chi họ chịu nếm thử cái gì đó có giá trị hơn cơm bánh, hơn vui khoái. Phải chi họ chịu thăm dò tận đáy bản chất của họ để khám phá ra những cằn cỗi cần nước mát của mạch suối vĩnh cửu. Tuy nhiên, những tâm hồn còm cõi đói khát này không phải hoàn toàn đáng trách, vì mặc dầu họ có nghe nhiều nhà thuyết giảng tuyên bố hãy đến với Chúa Kitô, nhưng họ hiểu điều đó có ý nghĩa gì đâu. Đến với Chúa Kitô là lùi lại 19 thế kỷ chăng? Nếu vậy, họ vẫn có quyền nghi ngờ về đấng đã không thực thi được kế hoạch lúc đó. Đến với Chúa Kitô là hướng về trời ư? Không, ngay ngày nay chân lý của Chúa Kitô vẫn tồn tại trên mặt đất. Như lời Chúa đã phán, ai nghe lời các con là nghe lời ta. Trên mặt đất vẫn có quyền uy của Chúa, như Chúa đã phán, đây ta ban quyền cho các con. Trên mặt đất vẫn lưu tồn sự sống của Chúa, như Chúa đã phán, bánh ta ban sẽ là thịt ta, làm cho thế gian được sống. Vấn đề là tìm thấy những thứ đó ở đâu. Trên mặt đất này vẫn có điều ao ước cho sự đòi hỏi quyền lợi về chân lý. Quyền uy và sự sống của Chúa Kitô là những ai đến gõ cửa xin uống thì Chúa ban cho nước trường sinh kèm theo sự bình an, để ai uống không còn khát nữa, ai ăn không còn đói nữa. Với tất cả và với từng người ở trong hay ở ngoài giáo hội, Chúa đều hỏi, con muốn nhận chén tình ái của ta chăng? Chúa đã nhận lấy chén đắng hận thù của chúng ta ở vườn Giê-xê-ma-ni, cay đắng đến độ Chúa phải kêu lên, lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng Chúa vẫn uống chén đắng đến tận giọt cuối cùng. Nếu Chúa đã uống chén hận thù của chúng ta, tại sao chúng ta không uống chén thứ tha của Chúa? Và nếu vậy, tại sao khi Chúa kêu ta khát, chúng ta lại đem chén mật đắng đến cho Chúa?
nỗi sầu thương, muôn lời ghi chép kể dường nửa phân. Chúa chiên tuẫn giáo từ nhân, ban cây thập giá làm phần chuẩn tiêu. Tim này ngút cháy tình yêu, nhờ ơn tâm thánh sớm chiều nấu nung. Trần hoàn muôn nỗi lao lung, trầm luân khổ hải cùng chung kiếp người. Cơ bần khinh mạn dễ ngươi, tham tàn phe phái nặng lời cáo gian. Hai người được tiếng khôn ngoan, mình hơn mình được người than mặc người. Mặc ai đói rách tả tơi, mặc ai tang tóc, mặc ai lao tù, mặc ai dưới ách quân thù, mặc ai côi quả đuôi mù, mặc ai tội lỗi lạc loài, mặc ai ngu muội, mặc ai điếm đàm. Tim tôi thảng thốt bàng hoàng, nhìn lên thấy Chúa đôi hàng lệ rơi. Loài người khinh mạo dễ ngươi, căng màn che mặt Chúa trời khuất đi. Trần gian giấc mộng có gì, trăm năm một nắm xanh rì cỏ khâu. Chỉ còn giấc mộng đời sau, xác hồn vinh phúc bền lâu. Chiến thắng tội hà tiện. Hà tiện là ưa chuộng những sự đời này một cách vô trật tự, nghĩa là sự ưa chuộng đó không quy hướng về mục đích hữu lý, như tự quyết định lấy tương lai của mình và của gia đình mình, quá mải mê thu tích của cải, quá bần tiện trong việc sử dụng của cải. Tội hà tiện gồm ý chí chiếm hữu của đời này và cách thức chiếm hữu những của đó. Ưa chuộng một món tiền lớn không phải là điều xấu, nhưng ưa chuộng một cách vô trật tự thì món tiền nhỏ đến đâu cũng vẫn là tội. Có một tài sản lớn lao không có nghĩa là đã trở thành người hà tiện. Trái lại, một đứa trẻ chỉ có vài xu có thể đã là người hà tiện. Có của cải vật chất là điều chính đáng và cần thiết để có thể sống xứng hợp với địa vị của mình, giảm bớt sự đau khổ, tiến triển việc mở mang nước Chúa và cứu giúp các linh hồn. Như vậy, bản chất của tội là coi của cải, sự giàu có như mục đích, không phải như phương tiện đạt được những mục tiêu vừa kể. Một cô gái lấy một người đã ly dị vì ham sự giàu sang của người này. Một viên chức nhận một bình rượu. Một luật sư, một nhà giáo dục, một người có của ăn lời quá mức lề luật và nhu cầu cho phép, một người thờ đặt quyền lực của đảng trên quyền lợi của lao công, tất cả những người đó đều là những người hà tiện. Ngày nay, tội hà tiện đã lan tràn trên thế giới trong một phạm vi rộng lớn hơn chúng ta tưởng xưa kia. Hạng người giàu có tham lam giữ độc quyền về tội hà tiện,
ngày nay đã có nhiều người nghèo túng, thèm khát của cải, chia sẻ thứ tội này với người giàu. Chỉ có một hạng người nghèo biết đả kích những người giàu bất chính, mà không tìm tư lợi riêng cho mình. Đó là Chúa Giêsu và những môn đệ của Chúa như Thánh Phanxicô Assisi. Những người bạn không cầu tư lợi của giới nghèo ngày nay rất hiếm có. Phần nhiều những người nổi tiếng là bạn của giới nghèo không phải vì thương người nghèo khổ, nhưng chỉ vì ghét người giàu có. Người giàu nào cũng bị khinh ghét, nhưng trong giới nghèo, họ chỉ ưa những kẻ nào giúp được họ đạt được mục tiêu xấu xa của họ. Tội hà tiện gây nên sự suy sụp cho con người, nhất là làm cho tâm hồn ra chai lì. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu vẫn là lẽ thường xưa nay. Như khi người ta ham mê vàng bạc, người ta sẽ thành lạnh nhạt, cứng cỏi như vàng bạc. Người ta càng được nhiều, càng khổ sở khi phải bỏ đi một phần nhỏ. Cũng như cái đầu có rậm tóc đến đâu, nếu nhổ đi một sợi là đã cảm thấy đau đớn rồi. Người ta càng phạm tội, càng thấy mình cần phạm tội thêm, vì trong con mắt riêng tư, người ấy thấy mình nghèo tội. Nhưng cũng trong chiều hướng đó, ý niệm đạo đức cùn mòn dần đi, đến độ những kho tàng ơn thánh, quý báu của tâm hồn bị đổi lấy những lợi lộc, vật chất phàm hèn. Tỷ dụ điển hình về sự kiện này là Giu-đa bán thầy mình với cái giá chỉ có 30 đồng bạc. Thánh Phao-lô đã nói, sự ham mê tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi sự xấu. Và có một số người vì chìm sâu trong sự ham mê như vậy đã xa lạc đức tin. Trong tình trạng này, sự an bài của Chúa dần dần mất tính chất thực tế của nó. Hoặc nếu có còn được đánh giá, thì sự an bài chỉ còn giữ một vai trò thứ yếu. Chẳng hạn bao lâu người ta còn có số tiền vững chắc gửi ở ngân hàng, bấy lâu người ta còn tin cậy Chúa mà thôi. Bao lâu công việc làm ăn còn thuận lợi dễ dàng, bấy lâu người ta còn bỏ quên Chúa. Chỉ khi nào gặp khó khăn về kinh tế tài chánh, người ta mới kêu cầu đến Chúa. Như trường hợp phúc âm kể về người thanh niên đến xin Chúa Giêsu can thiệp vì anh đã bị tước đoạt một phần của gia tài. Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia cho tôi đồng đều phần gia tài. Ngày nay, có nhiều người cho là giáo hội chỉ có lý do tồn tại khi giáo hội giúp để cải tiến nền kinh tế. Nếu giáo hội không thỏa mãn điều họ mong muốn, họ sẽ tố cáo giáo hội là nguyên nhân gây nên tình trạng phá sản. Đương nhiên giáo hội có thể trả lời họ như Chúa Giêsu: Này bạn, ai đặt tôi làm quan án xét xử việc phân chia gia tài như vậy? Một trong những lý do Chúa cứu thế đến trong thế gian là hướng dẫn tâm hồn con người từ bỏ ham mê của cải phù vân để hướng về những giá trị của của cải vĩnh cửu. Khi khởi sự giao giảng phúc âm nước trời, không những Chúa dạy phải đề phòng tội hà tiện, mà Chúa còn khuyên dạy phải tin cậy mạnh mẽ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con đừng thu tích của cải trần gian hay bị han rỉ
mối mòn gậm nhấm và trộm khớp đào ngặt lấy mất. Hãy thu tích của cải trên trời không bị ham rỉ, mối mọt gập nhấm, trộm đào không đào ngặt lấy mất được. Vì của cải ở đâu, tâm trí các con cũng ở đó. Do đó, Thầy bảo các con đừng lo lắng gì về sự sống của các con, bằng cách ăn uống thế nào, về thân xác các con, bằng cách mặc y phục gì. Sự sống không trọng hơn của ăn, thân xác không trọng hơn y phục sao? Các con hãy xem chim trời, chúng không gieo giống, gặt hái và thâu tích vào kho lẫm. Vậy mà cha các con trên trời vẫn nuôi dưỡng chúng. Các con không quý trọng hơn chim muông sao? Và chăng có ai trong các con lo lắng mà thêm được một gang tay cho thời gian sống của mình? Các con hãy nhìn những bông huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng chẳng lam làm khổ cực, chẳng may dệt gì cả. Vậy mà Thầy cho các con hay, cho dù vua Salomon sang cả đến đâu cũng không mặc trang phục đẹp đẽ được như một bông huệ. Cây cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã bị ném vào lò lửa, mà cha các con còn y chang cho chúng như vậy. Lẽ đâu Ngài không đối xử hơn thế với các con? Hỡi những kẻ kém lòng tin, vậy các con đừng lo sẽ ăn gì, uống gì, mặc thế nào. Đó là những cái người ngoại giáo lo tìm kiếm. Còn các con, cha trên trời đã biết rõ các con cần thiếu những gì. Các con hãy lo tìm nước trời trước đã, mọi cái khác sẽ được ban thêm cho các con. Vậy các con đừng lo về ngày mai, ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Ngày nào cũng đầy đủ sự khổ cực của nó rồi. Người yêu của cải thái quá là người sa đọa. Người ấy đã thực hiện một cuộc trao đổi xấu, bởi thay vì dùng lòng quảng đại để chiếm được trời, người ấy lại dùng sự biển lặn để chỉ chiếm đất. Đáng lẽ giữ được linh hồn, lại bán linh hồn để lấy của vật chất. Do đó, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người biển lặn qua cửa thiên đường. Tuy nhiên, lên án người giàu là việc dễ, không thiếu gì người thời nay làm công việc đó. Nhưng những nhà kinh tế cách mạng chúng ta làm như vậy không phải vì ưa thích cảnh thanh bần, mà chỉ vì ganh ghét người giàu. Thái độ của Chúa Cứu Thế không như vậy. Đấng đã lên án người giàu xấu xa, và người đến ngày qua đời còn ra lệnh xây cất kho lẫm rộng lớn hơn. Đấng tuyên bố mạnh mẽ rằng không ai có thể vừa phục vụ Thiên Chúa, vừa phục vụ thần tài. Ngài đã sống đúng như phúc âm Ngài tuyên giảng. Ngài đã dựng thế gian và đã nhập thể, không phải trong một nhà hộ sinh sang trọng, một lâu đài lộng lẫy, một đô thị lớn lao, nhưng trong chuồng bò lừa ở giữa cánh đồng. Không phải Chúa đã nhờ quỹ tư cấp để kiếm ra tiền, nhưng do sức lao công của nghề thợ mộc. Để làm ăn, Chúa đã dùng hai thứ dụng cụ thô sơ, chiếc búa, cây gỗ. Dòng giã 3 năm giảng đạo, Chúa không có được một mái nhà che thân.
chồn cáo có hang, chim trời có tổ, còn con người không có chỗ dựa đầu. Lúc sinh thì Chúa không có gia sản nào để chối lại. Chúa trao mẹ mình cho Gioan, xác mình cho nấm mồ, máu mình cho đất đá, y phục mình cho Lý Hình. Chúa bị bóc lột hết như vậy mà vẫn bị ganh ghét. Để những ai ganh ghét đạo vì những tài sản của đạo bị lộ tẩy là họ nói dối trá. Đạo bị ganh ghét chỉ vì lý do là đạo, còn tài sản của giáo hội chỉ là những cớ người ta nại ra để xua đuổi Thiên Chúa. Ngoài ra, không hề có cãi cọ về di chúc của Chúa Giêsu, không hề có sự tranh giành gia sản Chúa để lại, không hề có việc thư kiện Chúa Tể Càn Khôn về điều nào khác. Chúa đã ban phát hết để chuộc đền tội hà tiện, mà chỉ giữ lại phần phi vật chất, linh hồn của Chúa. Lúc linh hồn lìa xác, Chúa đã kêu lên một tiếng lớn để chứng minh rằng không phải người ta cướp đoạt được sự sống của Chúa, mà do Chúa tự hiến. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Tiếng kêu này đã vang lên trong cõi âm u và dội xa đến tận cùng bờ cõi trái đất. Nhưng cũng từ đó, thế gian đã nỗ lực làm huyên náo để che lấp tiếng vang. Người ta chăm chú đến cả những cái không đâu để khỏi ngoi tiếng vang rồi. Tuy nhiên, những đêm khuya thanh vắng, qua màn sương ở những chốn thâm u, tiếng vang rồi vẫn vào tâm hồn những ai không cố tình quên. Nghe được tiếng vang đó, tức là có được hai bài học. Một, càng quyến luyến thế gian, càng chết trong đau khổ. Hai, thế gian không phải là nơi đem lại hạnh phúc, thỏa mãn cho loài người. Trong tình bạn chân thật, hai con tim keo sơn quấn quýt nhau đến chỉ còn một nhịp đập, tư tưởng cũng như tương đồng hòa hợp với mối tình tha thiết đó, cảnh biệt ly sẽ hết sức khổ sở đau đớn. Vì không phải là hai con tim ly biệt nhau, mà là một con tim bị xé nát. Khi một người yêu chuộng của cải quá muộn, của cải và người đó sẽ chỉ còn như một cây mọc xen kẽ đá. Sự đồng nhất giữa cuộc sống của người ấy với vật chất quá bền chặt, nên sự chết trở thành một cuộc giằng co, giằng giật hết sức đau đớn. Người ấy sống hoàn toàn cho vật chất, thì khi chết chẳng còn gì mà đem đi. Đến giờ chết, người ấy trở thành một người hành khất cơ bần nhất, trần trụi nhất trần đời, vì chẳng còn gì để đem theo mình cả. Đến lúc đó, người ấy mới khám phá ra là đã chẳng thuộc về mình, mà là thuộc về vật chất, nhưng đã quá muộn. Vì của cải là một người chủ không hề biết xót thương. Lúc sống, của cải không cho phép người ấy được tưởng đến cái gì khác hơn là làm cho của cải mỗi ngày một gia tăng. Giờ đây, người ấy mới thấy rằng dành cả một đời để lo thu tích cho đầy kho lẫm, người ấy đã chẳng có một chút thời giờ rảnh rang để đem thứ của duy nhất có thể mang theo vào cõi trùng sinh,
là linh hồn mình. Nhưng cũng đã quá muộn, người ấy đã lo chiếm lấy một phần để rồi mất tất cả. Người ấy đã chinh phục được một mảnh đất để giờ đây chỉ còn vài tấc đất vùi thây, giống như một anh khổng lồ bị 10.000 chiếc xiềng cột vào 10.000 cây cọc. Giờ đây người ấy chỉ còn được tự do suy tưởng về những cái mình phải bỏ đi. Xem như vậy mới thấy sự chết của những kẻ hà tiện khốn cực biết chừng nào. Trái lại, sự dính bén với đời càng giảm bớt, cảnh biệt ly càng dễ chịu. Tiền của ở đâu, tâm hồn ở đó. Nếu chúng ta sống vì Chúa, sự chết sẽ trở thành một công cuộc giải thoát. Vì trần gian này và mọi của cải trong đó là cái cũi nhốt chúng ta. Sự chết mở cũi để chúng ta sổ lòng, vút bay lên đấng toàn ái. Xưa kia chúng ta chỉ sống vì Ngài, và nay chúng ta được chết đi để về với Ngài. Quyền tước bỏ đi của chúng ta lớn hơn quyền thủ đắc. Hai tay chúng ta không thể cầm nắm hết vàng bạc, nhưng chúng ta có quyền dứt bỏ đi như ý muốn. Chúng ta không thể chiếm hữu toàn thế giới, nhưng chúng ta có toàn quyền tự siêu thoát khỏi thế giới. Thành ra người khấn giữ đức thanh bần có dư dật hơn người giàu có nhất, vì người giàu không có được tất cả những cái người ấy ham muốn, trong khi kẻ tu trì chẳng ham muốn gì cả. Nhưng trong ý nghĩa nào đó, người tu trì có tất cả mọi sự và được sung sướng trọn vẹn. Chính đức thanh bần được nâng lên đỉnh cao tuyệt vời đã làm cho sự chết của Chúa Giêsu trở thành quá dễ dàng. Chúa cứu thế chẳng có cái gì dính bén ở thế gian, vì kho tàng quý báu của Chúa là ở cùng Thiên Chúa Cha, nên linh hồn Chúa tự nhiên nghe theo luật dẫn lực thiêng liêng. Theo luật này, vàng bạc nặng như bùn nên rơi xuống, đức ái nhẹ như lửa nên bay lên. Vì thế Chúa đã thốt ra lời: Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Sự chết của Chúa cứu thế trên thập giá nói lên ý nghĩa rằng phần số của chúng ta là không bao giờ được thỏa mãn ở trần gian. Nếu trần gian là thiên đường, thì đứng dựng nên trần gian đã không từ bỏ trần gian ngày thứ sáu thụ nạn. Việc Chúa cứu thế phó thác linh hồn trong tay Chúa Cha đồng thời cũng có nghĩa là Chúa không chịu để linh hồn mình ở trần gian. Việc hoàn tất đời sống là ở trên trời, không phải ở trần gian. Lời sau hết của Chúa cứu thế cho chúng ta hay là ngoài Thiên Chúa, chúng ta không thể tìm được thỏa mãn ở bất cứ đâu. Chúng ta tuyệt đối không thể có được hạnh phúc hoàn toàn ở trần gian. Nỗi thất vọng chứng minh điều đó rõ rệt nhất. Có thể nói, nỗi thất vọng thuộc bản chất đời sống chúng ta. Tỷ dụ, chúng ta ước vọng một địa vị, một cuộc hôn nhân, một cơ sở, một quyền hành, một sự mến phục của công chúng, một tài sản. Khi được những cái đó rồi, nếu chúng ta thành thật với chính mình, tất phải công nhận là chẳng có cái nào đáp
ứng đúng như chúng ta mong đợi. Hồi còn nhỏ tuổi, mỗi năm chúng ta nôn nóng chờ lễ Giáng sinh. Khi đến ngày lễ, chúng ta hài lòng về bánh kẹo, chúng ta thử đồ chơi, ẵm búp bê, nhưng lúc vào giường nằm, tự đáy lòng lại vang lên câu hỏi: không biết tại sao tất cả cái đó không đúng hẳn như tôi trông đợi. Hàng trăm ngàn lần thắc mắc đó đã hiện ra như vậy. Tại sao chúng ta bị thất vọng? Vì khi mường tượng một lý tưởng nào đó trong tương lai, chúng ta khoác cho nó cái áo vô tận trong tâm hồn, như tưởng tượng ra một lâu đài có 10.000 phòng, tác toàn kim cương hồng ngọc. Nhưng lâu đài đó chẳng bao giờ có trên thực tế. Chúng ta tưởng tượng một hòn núi bằng vàng đặc, nhưng trên thực tế, núi đó chẳng bao giờ có. Lý tưởng ở trần gian của chúng ta đại loại là như thế. Chúng ta tự tô điểm cho lý tưởng tất cả những phẩm chất chỉ trong tâm hồn linh thiêng mới có. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ thấy lý tưởng đó thô kệch, mông lung hạn hẹp, tù túng, vì giữa lý tưởng trong đầu óc với thực tế trước mắt có sự bất tương hợp rất lớn lao. Chính sự bất tương hợp giữa cái vô tận và cái có giới hạn là căn nguyên gây nên nỗi thất vọng. Không có cách nào tránh thoát tình trạng đó được. Trong tâm hồn có cái vô tận, nhưng tay chỉ nắm được cái thời gian. Linh hồn đòi hỏi thiên đường, nhưng đây chỉ là trần gian. Mắt chúng ta hướng lên núi cao, nhưng lại chỉ nhìn được cánh đồng thấp. Thành ra bóp chết lý tưởng thì dễ, mà thỏa mãn lý tưởng là điều khó khăn. Ai đạt lý tưởng ở trần gian, tức là bóp lý tưởng nát ra từng mảnh. Chẳng có ai là anh hùng đối với tên bồi phòng của mình. Chúng ta không còn khác khi đã đứng ở bờ giếng. Tóm lại, lý tưởng ở trần gian được thỏa mãn thường quật ngược lại chúng ta. Nhưng khi chúng ta ca ngợi người nào một cách giả hình, tất bị người đó phản ứng lại một cách thật độc ác. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để chúng ta bi quan hay quá khích. Sự thất vọng không chứng minh rằng không hề có lý tưởng, mà chỉ chứng minh rằng ở đời không thể thực hiện trọn vẹn lý tưởng được. Không có vẻ đẹp thì có mắt để làm gì? Không có âm thanh thì tai nghe có ích gì? Cũng vậy, nếu không có Thiên Chúa để mến yêu, chẳng bao giờ có những ước vọng và cõi vô biên. Chỉ trong Chúa mới có sự điều hợp giữa công việc theo đuổi và công việc chiếm hữu. Ở trần gian, hai công việc đó luôn luôn ở trong tình trạng dao động. Công việc theo đuổi có duyên sắc hấp dẫn của nó, vì đó là công việc săn đuổi lý tưởng, là việc mò tìm thú vui, là bước đi tới chiến thắng. Công việc chiếm hữu cũng có duyên sắc hấp dẫn riêng của nó, sở hữu, hưởng thụ và bình an. Những lúc còn sống, chúng ta không thể hưởng cả hai thứ một chặt. Sự chiếm hữu chấm dứt thú khích thích của sự săn đuổi, và sự săn đuổi làm cho chúng ta điên người, như khi chúng ta khát cháy họng mà cứ càng gần suối nước,
suối lại càng lùi xa dần. Làm thế nào để phối hiệp hai tình trạng đó? Sự săn đuổi không gây phiền hà cho sự chiếm hữu, và sự chiếm hữu không làm cụt hứng sự săn đuổi. Ở trần thế không thể thực hiện được điều này, nhưng trên trời điều đó lại là tất nhiên. Vì khi chúng ta tới cùng Thiên Chúa rồi là chúng ta đã chiếm được cái vô cùng tận. Mà vì Chúa là vô cùng thì sự săn đuổi cũng sẽ vô tận. Để luôn luôn khám phá ra những niềm hoan lạc chưa từng thấy về sự sống, về chân lý, tình yêu và hoàn mỹ. Đó là ý nghĩa ẩn kín trong lời sau hết, lời giã từ, từ thập giá phát ra. Trong nhiều thế kỷ, ánh sáng và hỏa lực mặt trời được chiếu rải và tàng ẩn trong các loài thảo mộc và kiều mộc, để ngày nay khi đào lên, chúng ta có được ánh sáng và hỏa lực chứa trong than. Rồi khi đèn sáng được thắp lên, chúng ta mới trả nợ xong xuôi cho mặt trời. Cũng vậy, ánh sáng của Thiên Chúa tàng ẩn trong một trái tim nhân loại nay trở về cùng Chúa Cha, để nhắc nhớ chúng ta rằng khi vạch ra một chu kỳ tương tự và khi phó thác linh hồn chúng ta cho Chúa Cha, chúng ta sẽ tìm ra được lời giải đáp cho bí ẩn của cuộc đời, chấm dứt nỗi thất vọng và khởi đầu một công cuộc sống bình an, vĩnh cửu cho tâm hồn chúng ta. Ở đời, cái gì cũng làm cho chúng ta thất vọng, ngoại trừ tình yêu cứu độ của Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể tiếp tục chiếm hữu các sự vật ở đời, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn nghèo túng, cho tới khi nào chúng ta chứa đầy tình yêu của Đấng đã chết trên thập giá vì chúng ta. Mắt để nhìn, tai để nghe, tâm hồn cũng được dựng nên để trở về cùng Thiên Chúa. Nếu có thứ số mệnh nào khác, tất Chúa cứu thế đã tiết lộ cho biết lúc Chúa gần sinh thì linh hồn có khả năng vươn tới cõi vô tận. Những sự vật ở đời như hiểu biết một bông hoa, hưởng cuộc sống hạnh phúc trong một giờ, thỏa mãn tình yêu trong một phút, không thể đầy đủ cho tiềm năng đó. Phải có sự sung mãn, tức là phải có Thiên Chúa mới thỏa mãn được tiềm năng của linh hồn. Bi kịch về cuộc sống tân tiến của chúng ta là tìm hưởng thú vui trong tình dục hơn là trong sự phát giác ra ý nghĩa thật về cuộc sống. Bởi làm mất đi mục tiêu duy nhất của đời sống như vậy, người ta đi tìm những gì thay thế tạm cho đời sống bằng những cái ti tiện ở đời. Bị thất vọng nhiều lần, người ta đổi hướng bằng cách đặt hạnh phúc không phải trong chính thú vui, mà trong cuộc săn đuổi thú vui. Do đó, như những con bướm vừa đậu đã bay, họ không tài nào biết được những ước vọng thầm kín của mình. Họ lao mình vào cuộc chạy đua với hy vọng cuộc đua không bao giờ chấm dứt. Họ lần mở những trang sách mà không tìm ra tình tiết. Họ gõ cửa chân lý rồi lập tức trốn chạy vì sợ chân lý mở cửa để mời họ vào. Cuộc sống thay vì là bước tiến lại trở thành một cuộc chạy trốn xa bình an,
một cuộc đào thoát khỏi bị lường gạt hơn là phải thẳng tiến để chiến thắng. Thỉnh thoảng qua làn mây núi sờ, một tia sáng lóe lên, một lời phó thác linh hồn vọng ra, nhưng thay vì thỏa mãn ý muốn của đấng nguồn mạch sự sống, họ lại đắm đinh ngài. Những người làm nói với nhau: kìa đứa thừa hưởng gia tài, chúng ta hãy đến giết nó và chiếm đoạt tài sản của nó. Chúng ta bắt người con giết đi và quăng xác ra khỏi vườn nho. Ngày nay có một số người cũng tưởng là nếu quẳng được Thiên Chúa ra khỏi trần gian, họ sẽ thụ hưởng gia tài tội lỗi mà không phải ân hận gì. Nếu dập tắt được tiếng lương tâm, họ sẽ thụ hưởng bình an mà chẳng cần sống công chính. Và tâm trạng này là nguyên nhân đưa Chúa Cứu Thế lên thập giá. Nếu họ có thể bịt miệng Chúa, họ sẽ được an tâm nghe theo tiếng gọi của Satan. Thực tế tình hình khác hẳn. Có ai trong số họ đã giết bỏ lương tâm mà nói được: tôi đang sung sướng, tôi chẳng ước ao gì khác nữa? Còn nếu không đủ can đảm để làm điều đó, tại sao họ không đi tìm và chỉ đi đúng đường đưa tới hạnh phúc thật? Đến giờ chết, chúng ta phải từ bỏ hết trừ một điều: ước ao còn sống. Sự sống duy nhất do thập giá đem đến cho, sự sống đằng sau sự chết. Nhờ ý nghĩa thập giá làm ánh sáng, bí mật cuộc sống được soi tỏ. Thiên Chúa xứng hợp với tôi, với bản thân tôi, với cá nhân tôi, không phải với ai khác. Sự hy sinh của Chúa Cứu Thế đã vạch ra cho tôi con đường cao cả nhất, con đường thập giá, làm thành cả chương trình cuộc sống của tôi trong sự tôn phục thánh ý Chúa. Như Chúa đã đi con đường mờ tối từ Giê-xê-ma-ni đến núi Sọ trong việc trung thành tôn vinh Thiên Chúa và cứu độ tôi. Sự tự bỏ mình của Chúa để đền bù tội lỗi tôi hay đi tìm hưởng thú vui, ngài đã bị đâm thâu qua vì tội lỗi chúng ta, đã bị nghiền nát vì những cách sống bất chính của chúng ta. Ngài đã gánh chịu hình phạt để cứu độ chúng ta, và nhờ những thương tích của ngài mà chúng ta được chữa lành. Là đại nhạc trưởng tài ba, Chúa chăm sóc tôi để trong buổi đại hòa tấu trần gian, tôi không làm một nốt nhạc thiếu. Là vị tướng lãnh hùng dũng, Chúa chăm sóc tôi để tôi là lưỡi gươm giao chiến, là họa sĩ vô cùng tài danh. Chúa chăm sóc tôi để trong tác phẩm kiệt tác cứu chuộc, tôi không là nét màu thiếu sót, là cây hằng sống. Chúa chăm sóc tôi để tôi không là chiếc lá rụng xuống vũng bùn tội lỗi. Là kiến trúc sư càn khôn, Chúa chăm sóc tôi để viên gạch nhỏ là tôi không thiếu trong công trình xây cất đền thờ của ngài. Là cha vô cùng hiền ái, Chúa chăm sóc tôi để ghế ngồi của tôi không thiếu trong bữa tiệc Chúa thiết đãi hàng triệu con cái của ngài. Là nhà thuyết trình nổi danh, Chúa từ thập giá nhắc nhớ tôi trong khi tôi lơ đãng nhìn người lý hình. Chúa chăm sóc tôi kỹ lưỡng như vậy,
yêu thương tôi vô cùng như vậy, chứng tỏ tôi là một thụ tạo thực sự có giá trị. Chia sẻ: nếu bây giờ Chúa đến đây, song nhan tiểu tụy mắt đầy lệ tuôn, êm đềm cất tiếng u buồn, con ơi, có dám uống luôn chén này? Khổ hình là chén này đây, máu đào nhuộm thắm, rượu này càng kinh. Con ơi, nếu chẳng vô tình, thì con chia sẻ khổ hình cùng cha. Cha ơi, nếu lấy thiên tòa để thay chén đắng, hẳn là chẳng xong. Con đây đã quyết một lòng cùng cha cạn chén, cùng chung khổ hình. Nhưng con sức yếu mỏng manh, tài hèn không thể đăng trình cô đơn. Xin ban ơn vững đôi chân để con ca khúc khải hoàn tình yêu. Đời con chỉ quyết một điều, cùng cha phối hiệp sớm chiều chẳng nguôi. Mai sau giã thế lìa đời, cùng cha hưởng phúc ở nơi thiên đường.